Em chào các chị. Hôm nay chơi một game cảm hường. Cảm hường. Game cảm hường luôn. Bộ hường luôn các chị ơi. Hường hồng phấn mặc với quần đảo đô. Nè. Đó, lộ thái con ám kỳ mà các chị ơi. Còn kêu cái trời ơi, sao đẹp dữ vậy. Trời ơi, sao đẹp dữ vậy. Màu chị mặc còn mà đúng không? Phấn không? Ý nghe còn đó. Trời ơi, xinh xỉu chưa? 100 ngàn một áo nha các chị ơi. Trời ơi, tối nay mà không mua vải là tiếc ráng chịu luôn. Chốt đơn cho em nào các chị ơi. Lập thể cho em giá 100 ngàn. U là trời. Em mặc màu hồng phấn đẹp quá Tú ơi. Dạ đúng rồi, màu hồng phấn lụa thái phô nắn kim đẹp lắm chị. Quá trời luôn. Ui các chị ơi, lập thể cho em 100 ngàn chất vải là lụa mango nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em giá 100 ngàn một áo. Vải áo em mặc giá 250 các chị ơi, chất vải là lụa thái côn ám kim nha. Quần em mặc là đỏ, màu đỏ đô luôn, em có luôn nha. Quần em mặc là màu đỏ đô lụa thái côn ám kim luôn. Chị nào may nguyên bộ như vậy thì tùy các chị, còn không thì các chị cứ lấy hai áo các chị may nguyên bộ thì tùy mình ha. Rồi chốt đơn lập thể cho em các chị ơi, cho chị cái đỏ đô, cho chị cái hồng phấn, cho các chị nhìn cho nó rõ này. Đây y chang luôn này các chị. Này là chẳng qua là em lấy ở cái bộ nguyên bộ đỏ đô em ra em tận dụng á. Đó. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là đỏ đô Thái Tuấn giá 250, hồng phấn Thái Tuấn giá 250 luôn nhá. Lập thể thì giá 100 ngàn các chị ơi. Ôi lập thể đẹp quá. Chịu gì nổi. Này mà không lấy thì không biết mua cái gì luôn á. Chốt đơn cho em lập thể giá 100 ngàn. Lập thể Thu Nguyễn lập thể. Ba chồng lập thể. Lập thể cho em giá 100 ngàn các chị ơi. Ok chị mẹ Trang. Lập thể cho em giá 100 ngàn nha. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em giá 100 ngàn. Chất phải là lụa mango các chị ơi. Từ hồi nãy em nhờ em vẫn nói mà bây giờ em sẽ thay đổi. Màu gì em cũng mặc hết á, màu trắng em cũng mặc luôn. Hồi xưa là không bao giờ em mặc màu trắng, không bao giờ mặc hồng phấn. Bây giờ có những cái loại vải nó che khuyết điểm cực kỳ luôn á các chị. Trần Hương lập thể. Trời ơi lập thể đẹp xuất sắc luôn. Chốt đơn cho em các chị ơi, lập thể cho em giá 100 ngàn nha. Em lập thể. Chất phải là lụa mango nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em. Giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Vải có độ co giãn 4 chiều, không cần phải lót. Chất phải là lụa mango nha các chị nha. Cho em lập thể, chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em. Chốt đơn 100. Quá trời đẹp. Đấy mà không bán hết được mấy chục áo thì hơi bị uổng luôn ý. Thùy Lâm hồng phấn. Lê Hằng thêm một áo lập thể. Hương không lập thể. Đấy đi các chị ơi, quá trời đẹp luôn. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho Tú luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em. Giá là 100 ngàn một áo. Chất phải là lụa mango. Các chị ơi chia sẻ live stream cho em với nào. Rừng Lan lập thể. Chia sẻ live stream cho em với thì các chị ơi. Tương tác cho mấy chú Lan lập thể. Phương Đối lập thể. Kim Hường lập thể. Xuất sắc. Xuất sắc mấy chế ơi.
chốt đơn cho em. Giá 100.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thẻ cho em. Yến Trương lập thẻ, Nguyễn Nguyên lập thẻ. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, chúc Tết của các chị em với các chị. Lấy cái gì bây giờ các chị? Nhận vải không đẹp không lấy tiền luôn, có độ co giãn không xù xước được chỉ nha các chị nha. Chốt đơn cho em giá 100. Giá cho em 100.000 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt lập thẻ cho em nha. Rồi cho chị cái bông chân đi nhỏ. Chị nào lấy lập thẻ thì các chị cứ việc chốt nha các tình yêu nhá. Giá em bán 100.000 một áo các chị ơi. Đây mới về này các tình yêu ạ. Cho em là hoa đào hồng đi các chị. Hoa đào hồng cho em giá 100.000 luôn. Như vậy không nghe thì mua cái gì đi về đây. Tôi mới lập thẻ. Cho em hoa đào hồng đi các chị ơi. Giá 100.000 một áo 2m khổ 1m6 nha các chị nhé. Màu này là màu cà rốt ấy, nhưng mà em đọc là hoa đào hồng cho các chị đi cho nó gọn. Giá 100.000 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hoa đào hồng cho em. Và chị nào lấy lập thẻ thì các chị chốt lập thẻ cho em. Giá em chốt đơn 100.000 một áo thôi các chị. Trăm ngàn thôi các chị ơi. Giá cho em 100.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thẻ cho em hoặc là hoa đào hồng cho em nha. Giá cho em 100.000 một áo 2m khổ 1m6 nha các chị nha. Cái này có lẻ không? Mấy cái này có lẻ không? Phương Loan hai áo lập thẻ. Chí Long hai đào hồng. Trần Hương đào hồng. Đào hồng cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt đào hồng cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em luôn. Giá cũng 100.000 một áo luôn. Lập thể các chị có thể may sơ mi cũng được, may áo dài cũng được, may đầm cũng được, may áo kiểu cũng được. Nói chung là muốn may cái gì thì may à các chị ơi. Muốn may gì may à. Chất vải là lụa mango nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hoa đào hồng cho em. Hoa đào em có khúc 3m nha các chị nha. Đào hồng em có khúc 3m ha. Tía nào lấy thì các chị chốt đào hồng cho em. Đây một cái mẫu cực kỳ xịn sò luôn mà các chị hỏi trên trường cho biết nhà em quá trời luôn. Và mẫu độc quyền của nhà em luôn á. Oanh Lê đào hồng, màu hồng chị. Nguyên Thị Vân lập thể, Yến Trương đào hồng, Quý Diễm đào hồng, Khoa Nguyễn Thị lập thể. Xong Nguyễn Văn có lập thể rồi nha chị. Nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Giá chốt đơn 100.000 thôi các chị ơi. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí hồng luôn. Đây là chất vải lụa mịn nha. Út Tiêu lập thể, Thi Diễn đào hồng, Thảo Nguyên lập thể, Thu Huệ Ho đào hồng, Ngọc Dương lập thể, Huyền Vương đào hồng 3m. Em nha. Cứ chốt đi, cứ chốt đi. Ủa cái này là lụa mịn hay là hàng ấy đây? Bây giờ em nói cho các chị nghe nè. Ngày mai á, nhà em sẽ ra mắt cho các chị một cái chất vải. Nếu mà các chị nhìn trên màn hình ấy, thì các chị tưởng nó là lụa mịn, hoặc nó là lụa mango, hoặc là vải đũi, nhưng mà nó không phải nha. Cái này thì em không có nhớ luôn á. Nếu với cái giá của vải đó là nhà em sẽ bán cho các chị với giá là đến 130.000 một áo lận nhá. Và ngày mai nhà em cũng sẽ có một lô hàng rất là nhiều, sẽ cho nhân viên cắt. Còn riêng cái mẫu này thì em không có nhớ là chất vải gì, nhưng mà nó không phải lụa mịn, nó cũng không phải mango luôn, và nó cũng không phải vải đũi luôn. Bây giờ em không biết bao nhiêu hết, lỡ mang ra rồi em chốt đơn các chị 100.000. Nếu như mà là vải ngày mai bán sẽ là 100.000 là giá vốn. Cho nên nếu chị nào có nhu cầu mua thì các chị lấy. Còn bây giờ em đã thư tính em thế đó, cứ cầm lên rồi là không thay đổi nữa. Bây giờ ngồi dò giá lâu lắm luôn. Chốt đơn cho em hồng nhí giá 100.000. Nhận vải, nếu mà là mango, nếu mà là lụa mịn, nếu mà là đũi, trả về cho Tú. Ok chưa? Thu An Bùi hai đào hồng. Đặt thẻ lụa mango đi chị ơi. Đàn Tim đào hồng. Chọc Tán đào hồng. Còn đào không? Tiếp Nha Lên đặt thẻ. Còn đặt thẻ đâu hết rồi. Cho em nhí hồng giá 100.000. Và mẫu này em có post trên tường Facebook này các chị. Bùi Thúy nhí hồng, Kim Phục nhí hồng. Em nói trước á.
thì em về em coi qua mà họ là vải ngày mai thì em bán là sẽ là 130.000 đấy các chị. Nguyên thì vân ý hồng nó siêu nhẹ và siêu mát luôn nha các chị nha. Chị nào lấy nhí hồng thì các chị chốt nhí hồng cho em nha các chị ơi. Giá em chốt đơn bây giờ là 100.000 cho các chị, khỏi cần phải ngồi dò giá luôn. Trần Hương nhí hồng, Tô Thị Kim Nhàn nhí hồng. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí hồng, hồng nhí hồng 100.000 một áo các chị ơi. Thu hồng nhí hồng. Giá em chốt đơn 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt nhí hồng cho em. Thu Huyền Ngôi nhí hồng, Bùi Huyền nhí hồng, Du Lê Thi nhí hồng, Lan Chơi nhí hồng, Nguyễn Phúc Hậu nhí hồng, Trần Hồng nhí hồng hai áo, Nga Mai Thi Thiên nhí hồng, Bùi Huyền nhí hồng, Vân Bích nhí hồng hai áo. Siêu mát siêu nhẹ nha, không phải núi, không phải mango, không phải lụa mịn luôn nha các chị nha, em nói trước nha. Hồng Ngọc nhí hồng, Tươi Nguyễn nhí hồng, Nhà Mai Thúy Nga nhí hồng, Hồng Huệ nhí hồng. Vải áo mẫu mặc giá 250.000 một vải, chị nào lấy thì comment giúp em vải áo mẫu mặc. Chốt đơn cho em nha các chị nha. Ngày mai là các chị mua sau livestream là mấy bạn chốt cho các chị giá 130, 150 hết toàn bộ. Và ngày mai em sẽ bán một cái lô hàng đó và em sẽ nói cho các chị chất vải gì nha. Nhưng mà giá của nó sẽ là 130.000 cho tới 150.000. Tiến Ti nhí hồng, Liên Nguyễn nhí hồng, Bùi Huyền lập thể. Lập thể là chất vải lụa mango giá 100.000 các chị ơi. Nga Hồ nhí hồng, Phạm Thị Phương nhí hồng. Giá cho em là 100.000 nha các chị nha. Lê Thủy nhí hồng. Quá là đẹp luôn á. Chốt đơn cho em vải gì là em bán em nói các chị rõ ràng vải đó luôn. Nhí hồng em có khúc 3m7 này các chị ơi. Uyên Lê nhí hồng, Meo Meo nhí hồng hai áo. Nhí hồng em có khúc 3m7, chị nào lấy comment giúp em. Chị nào mà tin ý sẽ nhận ra vải này giống vải gì nè. Giống 90%, 80% cái hoa văn của lộ ăn đào của Thái Tuấn. Nhưng cái này của em là chất vải lụa mango giá 100.000. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể hồng cho em nha. Lập thể hồng cho em giá 100. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi. Tuyết Nguyên hai vải áo mẫu mặc. Lê Thị Năm nhí hồng. Em còn lập thể nha. Cho em lập thể hồng giá 100.000, chất vải là lụa mango các chị ơi. Lập thể hồng cho em nha, đánh đúng lập thể hồng mới chốt được. Vì ở ngoài thực tế của nó là cái vân của nó hơi hồng 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 hồng. Và cái hoa văn này là nó nhái của Thái Tuấn ăn đào á. Lụa ăn đào của Thái Tuấn ấy, thì em hay đọc là Thái Tuấn ăn đào. Vân Nguyễn lập thể hồng. Các chị ơi, Mai Thúy Nga lập thể hồng 100.000 một áo nha các chị nha. Lập thể hồng. Tô Ri nhí hồng và lập thể hồng. Lê Nguyễn lập thể hồng. Đa Phi lập thể hồng. Hạnh Hiếu lập thể hồng. Phương Loan hai áo lập thể hồng. Thảo Nguyễn lập thể hồng. Tô Thị Kim Nhàn lập thể hồng. Vân Bích lập thể hồng hai áo. Thúy Thanh thêm một áo lập thể. Nguyễn Thị Ba lập thể hồng. Thảo Huỳnh. Có vật. Có công việc đang làm này. Này được bắn ra ngay. Bán một hồi, tính nhớ là nàng hớ luôn. Lập thể hồng em còn khúc 2m6, chị nào lấy comment giúp em ở đây. Chị nào không lấy cái lẫu này lại còn càng tiếc nữa luôn. Ôi gu của chị này, gu của em luôn á chị. Chốt đơn cho em, chị nào lấy thì các chị chốt cho em số 1 giá 100.000, chất đúng chất lụa mịn luôn nha. Giá cho em 100.000 các chị ơi, lụa mịn cho em giá 100.000 đủ chưa? Đủ chưa, đủ chưa? Lập thể hồng em có khúc 2m6, nhí hồng em có khúc 3m7 nha. Mẫu này các chị chốt em số 1 giá 100.000, chất vải đúng chuẩn lộ mịn luôn. Đa Phi số 1, quá đẹp. Đu và chế này chế. Xinh lắm, ở ngoài cực kỳ xinh luôn. Cho em số 1 nha, chị nào lấy thì các chị chốt số 1 cho em. Số 1. Quá đẹp luôn. Thành Trang lập thể hồng 2m6. Số 1 cho em các chị ơi. Trần Lan số 1. Vân Bích số 1 hai áo. Na Chương số 1.
một cho em các chị. Hồng thì Dương số 1, Thu Hồng số 1, Trần Hương số 1, Văn Nguyễn số 1, Nguyễn Lý số 1, Huỳnh Loan số 1, một cho Nguyễn em số 1. Có một cho em chị ơn Tăng Bích Trương số 1, Siêu Nhĩ Hà số 1, Vũ Phương số 1, Nguyễn Thị Ba số 1. Siêu nhẹ, siêu mát, có độ co giãn bao cho tất cả các chị may, không xù xước đường chỉ, không có bị bất cứ một cái gì hết. Chốt đơn cho em nhé, 100%. Chị nào lấy thì các chị chốt số 1 cho em. Nguyệt Lê số 1, Lê Thúy Hằng số 1, Út Ba Đặng số 1, Súp Lơ số 1. Một còn 6 áo nữa. Chị nào lấy thì các chị chốt số 1 cho em. Còn hả? Viên Nguyễn số 1, Nguyễn Hải số 1, Thái Dương số 1, Trang Nguyên số 1. Nguyên Lê số 1. Chốt đơn nào các chị ơi. Số 1 cho em giá 100 ngàn nha các chị nha. Trần Thái số 1, ok chị Linh Thủy. Em bảo đảm các chị nhận xong các chị sẽ hết hồn liền. Nhìn ở trên live không bao giờ đẹp bằng ở ngoài luôn. Mấy cái hàng mà nhí nhí với lại mấy cái màu sáng sáng như vậy này các chị. Rồi chốt đơn cho em 100 ngàn. Mẫu này các chị bán cho em là số 2 giá 100 ngàn luôn. Cho em số 2 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 2 cho em giá 100 ngàn luôn các chị ơi. Bây giờ trẻ cần phải bán cái gì em hết rồi nha chị Linh Tiều. Các chị ơi bây giờ không có cần phải bán cho các chị nhiều cái gì hết. Em cứ thấy cái gì mà nó gọi là dễ thông dụng nhất, sử dụng dễ nhất luôn là em chốt đơn cho các chị thôi. Tại vì các chị mặc đa số là cũng là thời trang thôi chứ chẳng có phải là vì là bền nữa. Nhưng hàng này em bao cho các chị về độ bền. Còn hàng mà thời trang mà 300 ngàn, 400 ngàn, 500 ngàn nó không có bao nha. Chốt đơn cho em số 2 giá 100. Linh Thanh số 1. Số 1 em có khúc 3 mét chị nào lấy comment giúp em. Da Phi số 2, Hoa Hoàng số 1, Bùi Huyền số 2, Cẩm Nhung Trần số 2, Đặng Tiên số 2. Hai cho em các chị ơi, hai cho em giá 100. Tiên số 1, Thu Anh Bùi số 2, 3 áo. Trần Ca Thi số 1. Hai cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt số 2 cho em. Trang Nguyễn số 2, Hồng Hoàng số 2, Non Bắp số 2, Nguyễn Hương số 2. Còn 2 số 2. Thùy Trang số 1, Thúy Thanh số 2, Lê Nguyễn số 2 nữa là hết số 2. Rồi đây số này nữa chị. Nói luôn đi chị ơi. Nói luôn cho cái tú nào. Quá chuẩn. Em số 3 luôn, này cũng mới, ở dưới nhà mới khác luôn đúng không? Ôi trời ơi, tôi đẹp kinh hoàng luôn, lấy 100 ngàn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em. Số 3 cho em nha, chất vải là lụa mịn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em giá 100 ngàn nha các chị nha. Số 3 cho em, còn chị nào lấy lập thể, có lập thể mà, có lập thể đẹp đó. Còn có mấy áo thôi, các chị lấy hết đi, ông tôi là hết hàng đấy. Không có nhiều đâu. Đây nè, cái lập thể này đẹp lắm luôn á. Giá 100 ngàn nè. Này, xinh chưa? Mẫu này các chị chốt em số 3 nha. Giá 100 các chị ơi. 3 cho chế tú giá 100. Cẩm Nhung Trần số 3, Non Bắp, Non Bắp 2 áo số 3, Trần Hương số 3, Trần Khánh số 3, Lưu Phượng lập thể, Đa Phi lập thể. Lập thể đẹp lắm. Bùi Thủy lập thể. Nhật Huỳnh số 3. Em chuyên hoa nhí mà các chị. Hoa nhí với lập thể Nga Hồi số 3 em lúc nào cũng chuẩn hết á. 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em giá 100 nha các chị nhé. Diều Thu lập thể, Yến Tâm lập thể. Em này em có 3. Hoàng Nguyễn Mai Vi lập thể. Số 3 à, lập thể có khúc 34. Vũ Phương lập thể, Hoàng Cường lập thể, Trần Khánh lập thể, Nguyễn Bằng số 3. Còn một Hoài Lan số 3, 2 áo. Ngọc Linh Trần lập thể. Hết lập thể Nhung ơi. Số 3 còn 3 áo. Lập thể em hết nha các chị ơi.
Thứ ba em còn cũng đúng ba áo luôn các tình yêu ạ. À, chốt đơn cho em giá 100.000. Số 3 cho em giá 100.000. Liên Nguyễn Thị My số 3. Số 2 em hết rồi nha các chị ơi. Và áo bốn mặt là lụa ánh kim của Thái Tuấn nha chị ơi, giá 250.000 một vải áo. À, lấy ngay nha chị. U là trời, nó đẹp. 100.000 một áo thôi các chị ơi. Và em mặc là lụa Thái Tuấn ánh kim, quần em mặc cũng là lụa Thái Tuấn ánh kim luôn các chị ơi. Rồi chị Hoài Lan có 33 áo. Đập thể em có khúc 3m4, chị nào lấy comment giúp em. Số 4 cho em giá cũng 100.000 luôn. Hàng này á các chị biết không? Em gom tổng cộng như vậy là hai mối lớn, một mối mới mời, thêm một mối kia mới mời đấy, em bảo đẹp với các chị luôn là đợt này em sẽ gom được cho các chị toàn hàng đẹp không? Không đụng hàng luôn. Sơ sơ còn nhà 2 ngày thôi, thứ bảy chủ nhật ở nhà mua hàng này không này các chị. Từ lụa mịn nè, cho tới cái chất mới này nè. Chất mới này ngày mai về mười mấy cây nè. Lụa mịn này, đuổi này, mango này, sơ sơ là có 3 người thôi là 60 cây hàng này các chị. Là cái nhiều. Ui trời ơi, số 5. Số 5 đúng không? 5 cho em giá 100.000 các chị ơi. 5 hay 4? 4. 4, ok thì 4. Nào lấy thì cái số 4. Nguyễn Huyền số 4, sau Mori số 4, Vi Bư số 4, Nguyễn Hương số 4, số 3 em hết rồi nha chị Ngọc Hà, Trần Xuân Trần số 4, Vân Bích số 4, Thúy Thanh số 4. 4 cho em các chị ơi. Tiêu số 4 2 áo. Ngọc Hà Trần số 4 2 áo, Xuân Phan số 4, Nguyễn Thủy số 4, Diệu Thu số 4, Mỹ Tân Trần số 4, Ngọc Huyền số 4, Huyền Phạm số 4. 4 cho em 100.000 các chị ơi. Lan Cao số 4. Là cái phần cây thì nó có khoảng 7 chị áo. Cứ cây mango là nó khoảng 7 chị áo. Nên thay số 4 với số 4 4 ngày sang số 4. Ủa, mày không đến đi. Lan Chiều Chiều số 4. Có em được nặng nữa. Bao nhiêu rồi? Cho em số 4 nha, chị nào lấy thì các chị chốt số 4 cho em các chị ơi. Số 4 cho em nha, giá em chốt đơn 100.000 thôi các chị ơi. Tay còn này em nào hả? Tiếp mua này nè luôn. Nguyên Lý 2 bẻ áo mẫu mặc. Số 4 em hết rồi nha các chị ơi. Cho em số 5 nào, giá 100.000 các chị. Ở kia còn nữa kìa. Lấy đi, lấy đi. Số 4 em có khúc 3m6 các chị ơi. Số 4 em có khúc 3m6, chị nào nói thì comment giúp em. Số 4 em có khúc 3m6. Mẫu này các chị chốt cho em là số 5 giá 100.000 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt số 5 cho em. Và em mặc là lụa Thái Tuấn ánh kim, giá là 250.000 một áo các chị ơi. Các chị có nhìn thấy lụa kim cương ở đằng sau? À, xin lỗi. À, cái này là lụa Thái Tuấn ánh kim thì em hay gọi là lụa kim cương ấy. Còn ở đằng sau của em là lụa pha lê nha. Đợi em một chút xíu, thủy tinh đấy chứ không phải pha lê đâu. Cho em số 5 giá 100 luôn. Cái chất này này chị. Cái chất này này. Cái chất vải này này. Em nói với chị này, chị nào mà mua rồi mai mốt sẽ phải đến em mua nữa, vì cái chất này là cái chất chuyên môn mà tụi thiết kế nó chuyên môn lên đồ. Và cái áo sơ mi mà màu da da của em mà tròn 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 em mặc á, mà em nói là vải nó mát ơi là mát á, nó là chất này nhá các chị. Nhìn thì tưởng nó là mango này, lụa mịn này, đuổi này, no, không phải nhá. Rồi cho em số 5 giá 100. Vương Vương số 5 nghe tiếng số 5. Nguyễn Hương số 4, 3m6, Trần Khánh số 5, Trâm Nguyễn số 5, Đạt Tiên số 5, Kim Anh Vũ số 5. 5 có khúc 3m. Chị nào lấy thì các chị chốt số 5 cho em. Số 5 cho em giá 100.000 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt số 5 cho em nhé. Và em nói ở đây là các chị còn đang ở đây và các chị sẽ mua. Và các chị sẽ mua thì các chị về các chị sẽ rờ được vải. Rờ được vải thì các chị sẽ phân biệt được vải này vải kia nha.
Còn em bảo là vải này là vải khác, phải là vải khác khi các chị nhận được thì các chị mới công nhận, còn không là mai các chị lên các chị bóc phốt em. Anh Lê số 5, Kim Hường số 5, Văn Nguyễn số 5, Huỳnh Thanh số 5. Nhiều loại vải lắm các chị ơi, chứ không phải có 1, 2, 3 loại mà mọi người muốn bán đâu. Số 5. Có điều là không có ai muốn bán nhiều đồng thứ để số 5 đầu thôi. Tại vì nó nhiều giá lắm các chị, nhiều giá lắm luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt số 5 cho em, chốt đơn cho em giá 100.000. Còn mẫu này hôm nay em có nói với các chị lý do rồi đó, là quyến hàng số 5. Nếu mà là chất vải của ngày mai mà em bán cho các chị á, là giá 130.000, không phải là giá 100.000. Còn bây giờ em đã lỡ cầm lên rồi cho nên em tính luôn các chị 100.000 luôn. 100.000 này là giá vốn nhập của em vào á nha. Và em nhắc lại thêm lần nữa là không phải lụa mịn, không phải mango, không phải vải đũi luôn nha. Minh Hiền số 5, Thơ Nguyễn Ngọc số 5. Năm có Thơ Nguyễn Ngọc 2 à. Chị nào lấy nhí hồng thì các chị chốt nhí hồng cho em bao cho các chị mặc luôn. Và chất vải này em khẳng định 100% với các chị luôn, chứ không phải em đổi tên để em bán một cái chất vải nó khác, nó giá tiền cao đâu nha. Trời ơi, bán như vậy nó thật với các chị, chứ chị bán cho khách được một lần, không bao giờ có số lượng mà khách hàng hùng hậu mà đông đảo như thế đâu. 100.000 cho em nha các chế nha. Rồi đưa cho chị cái này. Huỳnh Thanh số 5. Chị đâu rồi, chị tự nhiên cái đường cũng không nhỏ tí cà vậy. Đẩy mấy cái hẹn mới lên cho chị coi. Nhí hồng, chị nào lấy nhí hồng chốt nhí hồng cho mấy chị. Cái này em có post lên trên tường Facebook này. Nhí hồng này nhà mình còn đúng không? Do Lê Hai nhí hồng, Nguyễn Hương nhí hồng, Vương Vương nhí hồng, Trần Lan nhí hồng, Phạm Hòa nhí hồng 3m7, Trường Nguyễn nhí hồng, Trần Thủy nhí hồng, Đặng Việt nhí hồng, Phương Không nhí hồng, Nguyễn Thư nhí hồng. Còn hai Nguyễn Lý nhí hồng 2 áo. Mẫu này các chị chốt em số 6 giá 100 luôn. Nhí hồng nữa là hết. Số 6 em có khúc 3m4 nha các chị ơi. Số 5 em có khúc 3m. Lập thể em có khúc 3m4 nha. Nhí hồng em hết nha các chị ơi. Cho em số 6 giá 100.000 luôn nè. Xong cái này là em sẽ bán hàng lụa thủy tinh ở đằng sau cho các chị, giá chỉ có 120.000 thôi, rất là đẹp luôn. Hàng gọi là đang là cháy hàng luôn đó các chị. Cho em số 6 nhé, giá 100.000 các tình yêu ơi. Chị nào lấy số 6 thì các chị chốt số 6 cho em. Chị biết em sợ mấy đứa nhà em nó không phân biệt được, em phải nhờ mối nó ghi hẳn riêng, xong về bắt đầu em kiểm kho để hẳn riêng ra luôn để bán luôn, hay không là từ 100.000 mà bán 130.000 là lỗ chồng vó luôn. Duy Nguyễn số 6, Lê Thủy số 6, Yến Nhi số 6, Cẩm Nhung Trần số 6, Yến Trâm số 6, Mùi Chu số 6, Thương Trần số 6, Đạt Tiên số 6, Hồng Hoàng số 6, Phu Loan 2 áo số 6, Vũ Phương số 6, Nga Vũ số 6, Thủy Tân số 6, Kim Thanh Đỗ Thị số 6. Còn 2 số 6 và 1 khúc 3m4. Kim Hường số 6, Diệp Nguyên số 6, số 6 em hết, em còn 1 khúc 3m4, chị nào lấy cùng em với em. Là trời lắm u vàng ơi, 120.000 một áo nha các chị ơi. Hàng này hết hàng luôn đó các chị. Hôm nay nhà em thiếu màu nho, sáng chiều nay em đi lấy hàng cho mấy đứa rồi, xong cuộc đời nở hoa luôn. Em không biết làm sao được, giờ em lại phải gom cho mấy cái hàng mà còn dư lại các thứ để gom cho các chị, chứ đặc biệt là mình nho không còn một mét nào luôn. Cái viên dài thẳng đằng nó không biết xử lý như thế nào luôn, cho nên từ chiến giờ đâu ăn cơm được nữa đâu. Rồi chốt đơn 120.000. Nhiều khi em hay ham hố rồi em trở thành lố cực kỳ luôn á, cho nên thôi giờ cột chỉ vào vai. Nhiều khi đêm nằm ngủ không yên luôn đó mấy chế ơi. Cũng cái công cuộc mà tham tiền nó như thế đấy. Cho em hai màu nha. Hai màu, màu hàng em có hai màu, các chị nhìn tí cho em hãy chốt nha. Rồi em cũng sẽ đào ra được. Không có việc gì khó, chỉ sợ em không làm thôi. Màu này các chị chốt cho em là màu da bò. Còn màu này thì các chị chốt cho em là màu cánh gián nha. Hoặc là các chị gọi cho em là cam đất. Giá là 120.000 một áo. Chất vải là lụa thủy tinh. U là trời. Nhưng mà hôm nay có thêm màu này nữa. Để giới thiệu xong đi rồi, các chị muốn lấy màu gì cũng có hết. Em có thêm cho các chị màu xanh thiên thanh, màu cam, và màu này thì nhà em gọi là màu da nha các chị nha. Xanh thiên thanh này, cam này và màu da nha. Màu này nhà em gọi là xanh thiên thanh hay gọi là xanh hòa bình ấy. Đấy, giá là 120.000 thôi mà hàng này nó hết hàng luôn rồi đó. Em ướm từng màu cho các chế xem nha.
lấy màu gì thì nhớ chốt đơn màu đó cho em hết bán chịu ạ. Tên da bò. May nguyên bộ thì vui lòng lấy giúp em hai áo mấy phim mấy cục vàng ơi. Nguyễn da cánh gián. Chuẩn lắm luôn. Thắng hơn da bò bồ, em chốt hai áo cho chị ơi. Đàn phim cánh gián. Họ mặc quần này là các chị. Đàn cánh da bò, Lê Nguyễn cánh gián hai áo, Hoàng Nguyễn Mai Vi. Hoàng Nguyễn Mai Vi cam hai áo. Phường Nguyễn da bò. Cam là màu này nha. Ôi ôi, cái màu da này nó này. Da này là da nó rất là lạ luôn á. Nguyễn Hương, Nguyễn Hồng Phong, Sang Thiên Thanh và da Kim Phụng hai da bò. Kim Phụng hai cánh gián, Na Chiều Chiều cánh gián. Na Đỗ Sang Thiên Thanh hai áo, Doãn Thị An cánh gián. Út Tiêu da bò. Ngô Mai cánh gián. John Lê da bò hai áo. Phạm Mai da bò hai áo. Nguyễn Giang cam và xanh. Trần Thị Thái xanh hai áo. Thảo Hoàng cam. Súp lơ cam. Phạm Ly da bò bộ. Tomori da. Phong Nguyễn Vân da. Chi Nhiên Nguyên da. Hồng Hạnh cánh gián. Tư Nguyễn Sang Thiên Thanh. Nam Đỗ hai cánh gián hai da. Lan Anh cam. Nguyễn Loan da bò. Áo dài túi nhạn Sang Thiên Thanh 6 áo. Phong Minh hai cánh gián hai da bò. Hồng Hoàng cánh gián. Nguyễn Hằng cánh gián. Lăng Lê da bò. Tập trung bỏ nó trước đi để thì ngồi sau nhỉ. Duyên hai da bò. Na Chiều Chiều Sang Thiên Thanh. Hoa Hoàng da. Trần Lan Sang Thiên Thanh và cánh gián. Do Lê cánh gián. Em có đỏ đô tươi nữa. Kim Tống Sang Thiên Thanh. Anh Trần cánh gián. Thiếu ra ngoài đi. Lan Đỗ da bò hai áo. Oanh Đào da. Kim Trần da bò hai áo. Lê Nguyễn Tuyết da. Nguyễn Sang Thiên Thanh. Các chị ơi cho em là đỏ đô nha. Đô này của em là đô tươi, không phải là đỏ tươi, không phải là đỏ đô luôn nha. Cho em là đô tươi nha các chị ơi. Đô tươi cho em. À, cái bình mà còn lại em mua cho chị đi thôi. Hàng này này. Hoa Hoàng Sang Thiên Thanh. Phô Mai Sang Thiên Thanh và cam và da. Nguyễn Thủy cán gián. Thanh Nguyễn một da bò một cán gián. Thắng Hân đỏ đô, Kim Phục ba đỏ đô. Bí Ngô cánh gián. Kỳ Phương Thao Ly một da hai cánh gián. Trần Thị Kim Tuyến cánh gián và Thanh Thiên Thanh. Lê Thắng Nguyên cánh gián và đỏ đô. Đó, có thằng Nguyễn Nguyên da bò, Nguyễn Bằng da bò. Màu gì? Màu gì? Đỏ tươi. Không có đỏ tươi, chỉ có đỏ đô thôi. Chứ không có đỏ đô tươi thôi, chứ không có đỏ tươi nha. Đỏ tươi là đỏ đô tươi một bộ. Nan Đỗ đỏ đô tươi một bộ. Đỏ đô tươi thì Nan đỏ đô. Quan Giáo đỏ đô. Du Lê Thi Sang Thiên Thanh. Yến Nhan Nguyễn đỏ. Yến Nhan Nguyễn đỏ đô tươi. Thanh Nguyễn Giang. Hồng này em còn cho các chị được đúng 3 áo nha các chị ơi. Hồng, chị nào lấy hồng thì các chị chốt hồng cho em còn đúng 3 áo duy nhất. Em còn ở trên nhà nhưng mà số lượng em không nắm được bao nhiêu cho nên em để ở trên nhà bán thôi. Còn ở dưới này có bao nhiêu sẽ bán cho các chị. Em muốn 2 Sang Thiên Thanh, 1 da bò, 1 cánh gián. Màu này ở bên đấy còn không? Thấy chưa? Phạm Hiệp đỏ đô tươi. Đây này, trong mấy cái màu này con thử bên đấy có còn không cháu? Xanh lá này, xanh ngọc này, vàng đồng này, xanh đen này. Công Thái đỏ đô tươi, Kim Phụng hồng. Vàng hai nha. Đặng Việt Sang Thiên Thanh. Không kiến ở đây Trần Thị Phương hồng một bộ, em hết hồng. Da bò. Hồng em hết nha các chị ơi. Rồi em có, từ từ đợi em một chút xíu để em kiểm tra nha. Màu này các chị gắn cho em là vàng đồng. Vàng đồng em chỉ còn là ở chỗ này thì tạm thời chỉ có một áo và một hai áo và một khúc 3m7. Còn không? Tất cả là hết hết. Còn có một cây cành vàng da màu. Ok.
cho em là vàng đồng nha các chị ơi. Vàng đồng cho em còn hai áo và một khúc 3m7. Xanh đen em còn cho các chị được cũng hai áo luôn, hết hàng luôn mấy chế ơi. Xanh đen nhá, màu này là màu xanh đen không phải màu đen nha. Vàng đồng 52, vàng đồng 3m7, Phương Minh vậy. Xanh đen cho em còn vàng đồng 2 áo. Vàng đồng có 1 áo à. Màu này các chị chốt cho em là xanh ngọc luôn. Em cũng còn đúng 1 áo 1 duy nhất, không còn áo thứ 2 luôn mấy chế ơi. Cho em ngọc nha mấy các chị nhá. Ngọc cho em này. Tuyết Nguyên xanh đen cho Nguyễn xanh đen. Xanh lá là em còn cho các chị cũng 2 áo luôn. Các chị ơi, các chị đổi qua màu xanh thiên thanh đi thôi, chứ còn mấy màu này là hết hàng rồi. Hồng sơn xanh ngọc. Đấy. Cho em xanh lá nha, xanh lá cho em. Bây giờ em chỉ còn cho các chị là đỏ đô tươi nè, xanh thiên thanh nè, cam nè, da nè, da bò nè, và màu cánh gián thôi các chị ơi. Em chỉ còn đúng màu đỏ màu cho các chị thôi. Không còn hơn được mẹ nào luôn á. Quỳnh da xanh lá, kim phục xanh lá. Này các chị, em có bằng này màu này. Lấy màu gì thì chốt đơn màu đỏ cho em nha. Màu này nhà em gọi là màu da này. Màu này nhà em gọi là màu cam này. Phạm Ly cam dán một bộ. Màu này nhà em gọi là màu xanh hòa bình hay gọi là màu xanh biển ấy. Cái màu này này các chị có thể phối được tất cả các cái áo hiện đang nằm ở đây luôn. Còn không thì các chị mua cứ mấy cái màu đậm đậm này các chị may nguyên bộ. Còn cái này các chị lấy một áo thôi, các chị may để các chị sử dụng thành cái quần giống như cái áo em đang mặc ấy. Đó. Đúng một thứ mà cánh gián. Mặc thì nó sẽ đẹp hơn nha các chị nha. Đây là một cánh gián nha chị, còn đây là màu da bò nha. Cho là 120.000 một áo. 120.000 một áo các chị ơi, 120.000 một áo cho em. Quá trời quá đất luôn, nó đẹp lắm lắm luôn á, em cũng lại không nổ luôn á. Do Lê da. Da này quán chị, da rất là xuất sắc luôn. Anna Nhung da vàng đầu em có khúc 3m7 á, chị nào lấy comment giúp em. Không, em lấy hàng đi đẹp quá bỏ đi. Cho chị một cái màu nâu. Quỳnh da 2 da bò. Hoa Vũ Kim da, Phương Phạm da, Kim Quy Ngọc Trần da bò. Da bò này. Nguyễn Nguyễn da. Quang Quỳnh Trần bỏ cánh gián, Du Lê Thi cánh gián, Diệp Yến Oanh cánh gián, Do Lê vàng đồng 3m7, Linh Thủy da một bộ. Các chị ơi, các chị nhìn cái này giúp em này. Ôi ôi, nó đẹp như là hàng Thái Tuấn luôn ý. Giống như hàng lụa của ABC luôn ấy. Các chị biết vải gì không? Lụa Hồng Kông mới tinh, 200.000 một áo nha các chị ơi. Khoai mai một xanh, thiên thanh một cam một da, thủy thanh da. Các chị Hoa ơi, Nguyễn cam. Cho em là Hồng Kông nha. Hồng Kông cho em giá 200. Không xù xước đường chỉ luôn. Lắm luôn nó như thế. Cho em Hồng Kông nâu nha các chị nha. Chị nào lấy chị các chị chốt Hồng Kông nâu cho em. Chất sắc, chất vải. Thiền Anh da, Thảo Nhàn da và cánh gián. Chất vải bestseller luôn đó các chị. Cho em Hồng Kông nâu nha. Giá 200.000 một áo các chị ơi. Hồng Kông nâu cho em. Hồng Kông nâu cho em nha các chị nha. Mỹ Tâm cánh gián, Thảo Nhàn xanh thiên thanh. Giá em chốt đơn 200. Xin Nguyễn Hồng Kông nâu. Áo dài Tuấn Nhạn Hồng Kông nâu. Khi nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông nâu cho em.
thật sự luôn là rất là đẹp luôn hả các chị. Út diễn nha, từ rất là đẹp luôn đó các chị ơi. Bỏ ke là một điều thiếu sót luôn ấy. Chất vải này mặc không xù xước đường chỉ nha. Hồng Kông nâu, tháng ngô Hồng Kông nâu, nâu nê Hồng Kông nâu, du lê thi Hồng Kông nâu, kim lan nguyễn Hồng Kông nâu, tiên dinh Hồng Kông nâu, tam thảm xanh thiên thanh Hồng Kông nâu cho em các chị ơi. Thi hương chương Hồng Kông nâu, Diệu thu Hồng Kông nâu. Giá 200 ngàn một áo các chị. Hồng Kông cho em nha. Chị nào lấy thì các chị tốt. Thi hoàng Hồng Kông nâu. Giá 200 các chị ơi, 200 một áo. Vải này Trúc là Lơ Hồng Kông nâu. Mai thu Hồng Kông nâu. Hồng Kông em còn 2 áo, chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông. Võ Tâm Lê Hồng Kông nâu, Hương Không Hồng Kông nâu. Hết. Giá 200 nha các chị nha. Giá là 200 nghìn một áo cho em luôn. Chốt đơn nha các chị nha. Rồi, để cho chị một cái con sách tốn ở bên này màu hồng trắng xem nha. Đúng rồi. Hồng Kông nâu em hết rồi nha các chị ơi. Đúng rồi. Em còn mẫu khác thôi các chị, mẫu khác đẹp lắm. Mẫu này các chị chốt cho em là hồng cánh sen, chất vải là gấm Thái Tuấn, giá cũng là 200 ngàn một áo luôn. Vải em mặc thì em bán quá nhiều rồi, cho nên chị nào cần màu gì thì các chị cứ comment lên, bên em sẽ chốt đơn cho mình thôi chứ không lên nổi nữa đâu các chị. Ngưng 1-2 ngày đi để em may mấy cái màu mới xong em sẽ bán tiếp cho các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là hồng cánh sen, giá là 200 ngàn một áo nha các chị nha. Chất vải là gấm Thái Tuấn, khổ 1m6, một áo 2m các chị ơi. Thảo Nhà thêm một da. Màu này đúng ra là ở ngoài em gọi là màu 20 giờ. Đây là phố vô cái quần màu 20 giờ xuất sắc luôn. Chưa? Cái quần này này các chị. Quần này là lụa rếp ở bên em này. Rất là sang luôn. Chốt đơn cho em giá 200. Phải có gấm bán cho các chị chứ, làm sao không có gấm được. Lụa là gấm vóc là phải làm liền chứ, ít nhất phải có 1-2 mẫu bán chứ. Các chị ơi cho em nha, giá là 200 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Chất vải là gấm Thái Tuấn, hàng của Thái Tuấn các chị mặc muôn năm muôn đời, muôn vạn kiếp, không bao giờ xưa và cũng không bao giờ lỗi mốt luôn. Tuyết Nguyên Hồng cánh sen thật sự là đẹp lắm, màu này mặc cực kỳ trắng da luôn đó các chị. Cho em là giá 200 nha các chị nha, 200 ngàn một tháng. Khánh Huyền Hồng cánh sen còn. Jenny Phụng Hồng cánh sen xếp. Chốt hồng cánh sen cho em các chị ơi. Nè. Cái hồi xưa mày nói Tuyên Nguyên Hồng cánh sen. Trang Nguyễn Hồng cánh sen xếp. Còn. Hai đúng không chị ạ? Văn Nguyễn Hồng cánh sen. Cho em hồng cánh sen các chị ơi, chị nào lấy Thảo Nhàn hồng, hồng cánh sen cho em. Hồng Nguyễn hồng cánh sen xếp. Phạm Huy Vân hồng cánh sen. Còn một hồng cánh sen. Tuyết Hoàng hồng cánh sen nữa là hết hồng cánh sen ạ. Rồi mẫu này này các chị, hồi xưa các chị cũng hỏi em nhiều lắm luôn mà em quên mất tiêu với cái mẫu này, nó có một quả úa. Cho nên là bây giờ em cho nhân viên bỏ ra bán cho các chị luôn. Và em còn rất là ít nha. Em chốt đơn các chị giá 150 ngàn một áo thôi. Hoa rất là sang luôn nha các chị. Cực kỳ sang luôn á. Chất này là chất tơ tằm nhá. Cỏ úa chắc em còn cho các chị được 20 áo nữa là hết. Em có cỏ úa, em có đỏ tươi, em có son cô ban. Ba màu nha các chị nhá. Và em có màu hồng son nữa. Ba màu. Hàng này nè, các chị nhận ở ngoài các chị may form cực đẹp luôn. Đây là buổi trưa là quên mất tiêu nó đi, không có bỏ ra bán chứ. Buổi trưa mà bỏ cái này ra là trăm hết trong một nốt nhạc luôn á. Buổi trưa cái cúc nữ hoàng ai cũng hỏi một màu cỏ uống mà hết mất tiêu luôn rồi. Mà trên nhà còn 4-5 áo. Ta phát hiện là trên nhà mẹ sẽ đếm sơ sơ còn cả 4-5 áo. Cần là alo nha, ở trên đấy có đấy. Nãy lên nhà mới địa được khoảng chục áo. 150. Siêu sang luôn đó các chị ơi. Này em cho các chị xem nè. Mai Thu cỏ úa, Jenny Phục cỏ úa xếp, Thu Nguyễn cỏ úa, Thảo Nhàn cỏ úa, Kim Anh cỏ úa xếp, John Lê Xanh cô Ban. Cô Ban để cho nó đi.
Vân Nguyễn tay cô ban và cổ úa. Phạm Sen cổ úa, Thảo Phạm cổ úa, Dân Lê cổ úa. Màu này với chính chính cống là màu đỏ cờ hay gọi là đỏ tươi nha các chị nha. Mới chính xác là đỏ cờ hay gọi là đỏ tươi. Còn thỏ hôm nãy của em là đô tươi đấy, cho nên em phải đọc đúng màu cho các chị. Tại vì trên live thì màu nó có thể nó chân lật một chút xíu, cho nên là em cần phải đọc cho các chị Phạm chính xác. Phạm Sen vân cổ úa, Thảo Phạm, Thảo Phạm xanh cô ban, Thoa Mai cổ úa, Tiên Liên Phục xanh cô ban xếp, Anna Nhung xanh cô ban, Nguyễn Loan cổ úa, Bùi Hải cổ úa, Phạm Sen xanh cô ban, Nguyễn Thị Nga cổ úa. Màu này nhà em gọi là màu hồng son, Lê không Nguyên phải là hồng tươi. Trắng sen nha. Phạm Ly cổ úa, Thu Nguyễn cổ tươi, Nguyễn Thu Nguyệt cổ úa, Thanh Vân hai áo cổ úa, Tuyết Thương trên sang cô ban xếp, Kim Quyên Ngọc Trần cổ tươi. Màu này em có Kim mặt Quyên Ngọc Trần hồng son. Còn hồng son không mấy đứa? Hồng son còn 3. Hồng son còn 2 luôn. Thảo còn Phạm hồng rồi. Son. Hết hồng son. Còn đỏ tươi cỏ úa xanh cô ban đào đỏ tươi đỏ có khúc 3,5 các chị ơi. Màu xám này Tommy Nguyễn cỏ úa hồng son em hết nha các chị ơi. Màu xám này em có khúc 3,6 này, chị nào lấy thì các chị có thể để liền là các chị may được hai áo đấy. Đây này màu xám này này các chị, các chị hỏi ai bậc trung á là các chị mua khúc 3,6 này là các chị may được hai áo này. Chị nào lấy xám 3,6 thì các chị chốt xám 3,6. Thảo Nhàn đỏ tươi, chị Dân Lê có cổ úa rồi nha chị ơi. Hoa Mai cổ úa, Lê Thắm Nguyên cổ úa, xếp hết. Giờ chỉ còn là đỏ tươi và xăm cô ban thôi. Còn là xám Dân thì có xám 3,6 chị Lê phục xám chị Phạm xám. Mai lên tự còn kiếm cái hành kim bỏ vô trong sách đó. Nó vừa đặt xong còn có một khúc 3,6 thôi. Cứ ra sang mà đặt là đặt. Cứ là đặt, đặt nữa đi. Đặt nữa đi là đặt nữa đi. Chị ơi nè, lụa Hồng Kông này chứ nó đẹp lắm luôn đó chị ơi, thật sự luôn à. Đợt này cái chất lụa Hồng Kông đẹp lắm chị. Giá là 200.000 một áo nha các chị ơi. Đứng form cực kỳ. Thì Nga sang cô ban. Đứng form cực kỳ và hoa văn sang cô ban vô cùng đẹp luôn. Hàng Tuấn đỏ tươi. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em nha. Giá là 200.000 một áo các chị ơi. Chất vải là lụa Hồng Kông nha các chị nhá. Xem các chị ráng đợi em đi, ngày mai em sẽ lấy cho các chị một cái hoa nó gần giống như cúc nữ hoàng ấy, nhưng mà nó có một cái loại hoa nữa nó gọi là hoa thủy tiên. Cái hoa nó cũng nhỏ nhỏ tròn tròn xinh xinh mà nó cũng có màu xám luôn, cho nên em sẽ lấy một cây đó về cho các chị. Và nhìn nhà em chỉ có lấy rồi nhưng mà em chưa cho tụi nó cắt thôi. Các chị ơi cho em là vàng đồng nha, giá là 200.000 một áo, chất vải là lụa Hồng Kông. Em nói các chị nếu mà nhận vải mà xấu á thì bài các chị cứ việc nói thoải mái. Ở chú ơi em đến hè dụ cái bà đi mà khô môi mua mép, cứ việc nói thoải mái hen. Cái áo 200.000 nó có đáng đâu các chị, trừ khi bán cái áo 2 triệu em mới cần phải nói nhiều thôi, chứ 200.000 thu Nguyễn vàng đồng đẹp. Thu em Bùi vàng đồng 3 áo, Thảo Nhàn vàng đồng, Bùi Huyền vàng đồng. Vàng đồng cho em giá 200 nha các chị ơi. Cái chất vải rất đẹp. Hồi trước á, cái chất vải của Hồng Kông á, nó còn hơi khô khô một tí. Còn đợt này là mình hàng mượt, ruột luôn. Phạm Thị Phương vàng đồng, Tiên Nguyễn vàng đồng, Tiên Tiên vàng đồng, Tommy Nguyễn vàng đồng. Chị nào lấy thì các chị Tiên Nguyễn vàng đồng, Chu Lê Thi vàng đồng, Uyên Lê vàng đồng, Bí Ngô vàng đồng hết. Vàng đồng em hết nha. Vàng đồng em hết rồi nha các chị ơi. Rồi bây giờ các chị thích mẫu này nữa. Mẫu này là cái mẫu em mặc này. Đây là chất vải lụa Nam Phương, lụa Thục Uyển. Nhưng mà cái hàng này là hàng Haya các chị.
Em tính các chị giá 200 ngàn một áo đúng không? Em tính cho các chị giá 150 ngàn thôi, vừa bán vừa tặng cho các chị. Cái hàng này giá tốt luôn. Chị nào lấy thì các chị cắm cho em là hồng 150. Đàn đầu em hết rồi nha các chị ơi. Cho em hồng 150 nha. Và mẫu này em có mặt rồi đấy, coi như em bán cho các chị. Còn bằng này là bán vốn cho các chị đó. Cho em hồng 150 nha các chị nha. Chất vải là lụa Thượng Uyển, lụa Nam Phương mà hàng hai da ấy, rất là đẹp luôn. Chốt đơn cho em giá 150. Hàng trơn bây giờ các chị đang mua giá 150 ngàn. Cái này đi thiết kế ở đâu ai bán 150 có. Trừ khi là tụi em lấy số lượng nhiều. Cho em Mai Thu hồng 150. Thu Nguyễn hồng 150. Mai hồng Tê Vũ, Mai hồng Tê Vũ hồng 150. Mai Như Trần hồng 150. Thảo Nhàn hồng 150. Phạm Vi hồng 150. Người Nguyên hồng 150. Kim hồng 150 các chị. Nguyễn Kim Liên hồng 150. Tâm Mi Nguyễn hồng 150. Nan Đỗ hồng 150. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng 150 cho em. Thúy Lập hồng 150. Trinh Nguyên hồng 150. Thúy Nguyễn hồng 150. Liêu hồng 150. Nêu hồng hồng 150, Nguyễn Thị Hồng hồng 150, Kim Vũ hồng 150, Lan Lê hồng 150, Uyên Nguyễn hồng 150, Kim Oanh hồng 150, Ngọc Dương hồng 150, Anh Trần hồng 150 nữa là hết. Cho em, chị nào lấy thì các chị chốt cho em là xanh ngọc. Các chị nhìn những cái hoa văn như vậy là các chị sẽ biết là hàng nhập là thường nó làm không có giống như hàng mà tụi em in đâu. Có nghĩa là cái hoa văn của họ rất là riêng biệt luôn và nó không có đụng hàng nhiều đâu các chị, và nó chỉ có tông lặn thôi nha. Trong mảng màu nó gọi tông này là tông lặn, nó không có nổi như là ví dụ đỏ tươi hoặc cam đâu, đa số nó toàn cái tông lặn như vậy này. Gọi là tông tây ấy. Chốt đơn cho em là xanh ngọc giá 200 nha các chị nha. Tông này trong bảng màu của em gọi là tông lặn đấy chị. Là cái màu nó chậm đó. Đó, các chị nhìn thấy là nó khác biệt hẳn. Cho em ngọc các chị ơi giá 200 nha. Ngọc có khúc 3m2 này. Còn hồng thì em có khúc 3m7 nè. Chị nào lấy hồng em khúc 3m7 thì các chị lấy. Tâm mê dây xanh ngọc, Mai Hồng Tê Vũ xanh ngọc. Hồng là em có khúc 3m7 nha. Và ngọc em có khúc 3m2. Còn Mai Thu xanh ngọc các, cho các chị một áo. Còn khúc 1m1 này để mai mốt bán lẻ được. Chứ hàng này đa số ít khi nào chị nào đi 3m mấy đó. Chỉ có hàng trơn đó, chỉ may nguyên bộ thì chỉ lấy 3m mấy này. Đấy, chưa gì sơ không là mất hẳn ra khúc luôn rồi đó. Chưa biết lời lãi nhiều đâu các chị. Buồn lắm luôn. Cho em xanh ngọc nha. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em. Nguyễn Thị Trúc Linh xanh ngọc, Dư Lê Thi xanh ngọc. Hôm nay nó có cái quần xanh ngọc ở kia cho em phân phối vào mà em phối cái quần lạ gì rồi ha. Đó. Ừ. Có cái quần gì mà lạ gì vậy? Cứ quần nọ áo kia vậy mấy đứa. Chị cực kỳ Kim Anh hồng 3m7. Cực kỳ sợ cái quần nọ áo kia. Quần nọ áo kia là phải là cao, cái quần áo kia mà kiểu này là chớp. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em giá là 200 nha. Để em có quần này vào cho các chị nữa là cực kỳ đẹp luôn á. Đây đây. Ông đẹp là ông lấy tiền mới chế luôn á. Chốt đơn cho em giá 200 các chị ơi. Thanh Thúy xanh ngọc 200 một áo nha các chị nha. Chất vải là lụa Hồng Kông nha các chị nha. Tiếp nha. Còn mấy mẫu nữa đẹp lắm. Không cần để chuyển luôn. Cho em là da. Đưa da cho chị luôn. Đúng rồi. Cho em, ui cái này màu này không phải màu da đâu. Màu này gọi là màu đất ấy. Siêu sang. Cho em đất luôn nha các chị nha. Y chang như mẫu ngọc luôn nhưng mà màu này là màu đất. Chưa. Đất cho em giá 200 nha các chị nha.
trời. Ok chị Kim ơi. May không? May không? U là trời. Đắp cho em dễ 200 nha các chị nhé. Không thích may ở dưới chân, may trên ngực cũng đẹp luôn, chứ đừng nói đâu trời. Đắp 200 cho em. Chốt đơn đắp cho em các chị ơi. Đắp cho em giá 200. Tiên Dinh đất. Quá đẹp luôn. Phạm Sen đất. Này các chị qua sau này, mình hẹn. Rất là xuất sắc luôn. Chị nào lấy đất thì các chị chốt đất cho em nha. Giá là 200.000 một áo các chị ơi. Hoa văn là siêu siêu sang luôn ấy. Nào. Chị nào lấy đất thì chốt đất cho em. Và cho chị cái em hai đều màu đỏ đô luôn đi. Cho mấy chị có may thì à, giá cũng 200 luôn nha các chị nha. Đất ơi đỏ đô đi, cuối cùng là chị không đâu. Mai Thu đất. Nguyễn Hương đất. Đất cho em giá 200 các chị ơi. Cho em là đỏ đô nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Kết quả là hẹn nhập đất, đất. Nguyễn Hương xanh ngọc xét. Yến Ngan nguyên đất. Thắng Ngô đất. Ba đất màu ngọc. Võ Trần Ngọc xuyên xanh ngọc xét. Cho em đỏ đô các chị ơi. Đỏ đô cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Mẫu này em có cho các chị màu đỏ đô với lại màu hồng, nhưng mà màu hồng thì em đi xin nhà rồi. Mấy cái này mấy cái phong cách của mấy cô người Hà Nội xưa xưa á, cứ mặc mấy cái dạng hoa lớn lớn như vậy này, giống mấy cái hàng dòng lụa, mà lụa nó gọi là cái lụa gì ấy, ở bên ABC đó. Đỗ Kiển đất. Quang Hà đỏ đô. Như Lê Thi đỏ đô. Đỏ đô giống màu mặc quần mẫu mặc bên em có nha chị comment giúp em đỏ đô Thái Tốn ánh kim 250.000 một vẻ nha chị. Cho em đỏ đô các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em nha. Em mặc là lụa Thái Tốn ánh kim, áo là 250, quần cũng là 250 luôn, vì bên em chỉ cắt 2 mét thì không có cắt lẻ được các chị ơi, không có cắt lẻ được nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Lan Chiều Chiều đỏ đô. Mai Hồng Tê Vũ đỏ đô. Mai bên em gọi điện lại giải quyết cho chị nha. Chị Thảo Vi Lê. Giá là 200.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em ha. Ngọc Hà Trần đỏ đô. Đỏ đô cho em giá 200. Và mẫu này các chị đắm cho em là vàng đồng này. Chất vải là lụa mái trâu. Giá là 150.000 một áo nha các chị nha. Cho em vàng đồng giá 150. Này các chị thấy không, cứ lụa các chị nhìn nó rất là giống nhau, nhưng thực tế là chất vải nó khác nhau hết đó các chị. Không có giống nhau đâu, trời ơi các chị mua thì các chị lầm chứ tụi em bán không có lầm đâu. Này giá nó chỉ có 150 thôi mà tại sao giá này đến 200 lận. Còn đỏ đôi nha. Cho em vàng đồng giá 150 các chị ơi. Mai Thu đỏ đô. Quang Hà vàng đồng. Vàng đồng là giá 200, giá 150 nha. Khi nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Chất liệu hồng vàng đồng. Vàng đồng cho em. Dư Lê Thi vàng đồng. Vàng đồng em có khúc 3m2 các chị ơi, lấy thôi, lấy xong thì Mai Thu vàng đồng. Vàng đồng có khúc 3m2 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Cứ mỗi ngày bỏ ra 5 áo, 7 áo, 10 áo là nó cũng hết à. Hôm nay cái vàng đồng của cái hàng này hôm nay em bỏ ra để lấy cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Cái đó ngày mai cứ cắt ra một áo thì cắt ra một áo đi, dư để lại mai mốt chị gom thì đang áo kiểu cho mấy chị, chứ mấy chị không có mua hết một khúc 3m7 đấy đâu. Bùi Huyền vàng đồng 3m2.
100 ngàn đố kiểu này có đắt rồi nha chị ơi. Chị thấy đẹp không? Lụa mango nha các chị nha, giá 100 ngàn. Chị nào lấy nhí thì các chị chốt nhí cho em số 8, giá 100. Này là lụa mịn. Nhí cho em các chị ơi, giá 100 nha. Chị nào lấy nhí thì các chế chốt nhí cho em. Cứ nhí mà làm tới đi các chị, mặc một chục cái áo nhí mới bằng tiền 1, 2, 3 cái áo thiết kế à. Cho em nhí giá 100. Mê cái thể loại nhí này vô cùng luôn. Mai mốt mà mở cửa lắm. Trên hồng vàng đồng. Chị mặc áo dài cắn em. Ngày nó thay ra thay vào chục bộ áo dài luôn. Lương Thị Vân đỏ đô. Cho em nhí hoặc số 8 cho em nha, giá 100. Quang Hà nhí 2 áo. Võ Trần Ngọc Trinh nhí, Trinh Nguyễn nhí, Đa Phi nhí. Chị Đa Phi ơi, thu xếp về Việt Nam chơi bữa đi chị. Cho em nhí, chị nào lấy chị Trần Thị Minh Lý đỏ em. Đô. Thu xếp về Việt Nam chơi bữa đi chị. Cho em nhí nha, giá 100. Và em mặc là lụa thái số 5 kim này chị này. Em đến gần cho các chị xem cái độ ấn của nó nè. Màu hồng thì chắc có thể các chị nhìn nó không có rõ đâu, nhưng mà màu này thì mặc nhìn sẽ rất là rõ luôn. Cái này là tận dụng lắm luôn á. Chốt đơn cho em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí hoặc số 8 cho em, giá 100 nha các chị nha. Maria Bình nhí. Còn em còn một cái nhí này nó rất là đẹp luôn. Ai chưa mua thì nhớ mua nhé. Vì em thấy là chị mất thịt kê nó còn có mấy áo. Phải bán làm sao được cái mẫu này mà nó quá là đẹp luôn đó. Đây cho em số 9 luôn, giá 100 luôn. Chưa mua được thì nhớ lấy nha các chị nha. 9 cho em, chất vải là lụa mịn nha các chị nhá. Số 9 cho em giá 100 các chị ơi. Thanh Thúy Lê nhí. Dạ có nha chị Lương Thị Vân. Nhí cho em các chị ơi, chị nào lấy nhí thì các chị chốt nhí cho em nha. Giá em cho xin lỗi số 9 cho em, giá 100 ngàn nha các chị nha. Song Hương số 9, Nguyễn Trâm số 9, Quang Hà 2 áo số 9, Nguyễn Anna số 9, Bùi Thị Hiền số 9. Đã không có mua thời gian để xếp rồi bằng thức hải nữa à. Chị nào lấy thì các chị chốt số 9 cho em. Nguyễn Sơn số 8 và số 9, Uyên Nguyễn số 9, Thái Trương số 9, Cô Si số 9. Chín cho em mấy chế ơi, chị nào lấy thì các chị chốt số 9 cho em, giá 100 ngàn. Siêu siêu này Trần số 9. Siêu đẹp luôn á các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt số 9 cho em nha. Thêm một áo số 8 nữa hả? Rồi em đưa mấy cái gấm cho chị nè. Cho chị vàng đi, cầm đồng đi. Hàng ngày chế nào chưa mua buổi tối thì các chị mua nhá, không có đồ nhà mình bán một chút. Châu Nguyễn số 9. Trần Thúy một áo đỏ đô. Xuất sắc luôn. Là còn bao nhiêu tụi em sell hết lên đây rồi, đúng không? Vũ Hồng số 9, Vương Vương số 9, Vân Đặng số 9. Cho em vàng 180 các chị ơi. Nguyễn Thị Thắm số 8. Vàng cho em 180 nha. Ủa cái này chị đưa cho đi may màu nào chưa vậy? Ok chị Nguyên Lê. Vàng cho em 180. Chị nào lấy vàng thì các chị chốt vàng cho em nha, 180 ngàn một áo các chị ơi.
Thu Nguyễn vàng, Jenny Phụng vàng, Quang Hà hai áo vàng, John Lê vàng. Ok chị Kim Kim. Vàng cho em giá 180, chị nào lấy vàng thì chốt vàng cho em. Rồi cho chế màu gì đằng sau nữa là màu hồng, cánh sen hay màu gì? Lan bồng vàng này. Còn nha. Cái mình hàng đẹp lắm luôn đấy các chị. Cái mình hàng là siêu siêu đẹp luôn. Chị nào lấy thì các chị hai bằng đang vàng, vàng hết. Còn chị bởi vậy chị mới ngạc nhiên với mày á. Đưa màu hồng gắn sen với màu trắng qua đây cho chị nè. Treo cỡ bằng này rồi treo hôm trưa hay bán cỡ bằng đó. Rồi bây giờ nó ở dưới nhà còn cái lạ lùng. Cho em trắng luôn, giá 180 ngàn một áo luôn nha các chị ơi. Hàng này nhà Lê em có vàng. Cũng nhiều nhiều màu á. Trắng kem cho em nha, giá 180. Hôm nay thì chị chặt nó một lần thì cái màu tí màu xanh lá với màu xanh chét một hồi rồi, bây giờ có kinh nghiệm rồi. Này, lấy cho chị cái gấm hàng Lê Thị Thúy vào màu xét 900 ngàn á. Đó. Cái màu đỏ đỏ, đô đỏ đỏ mà nó vân vân như vậy này cho các chị xem coi là nó có giống nhau không? Vàng đồng xét đúng không? Vàng vàng. Em lấy cái này là chủ yếu là em dựa trên cái hàng mà cao cấp bán cho các chị ấy. Trắng nha, em có trắng. Chị nào lấy trắng thì các chị chốt trắng cho em. Và mẫu này các chị chốt cho em là màu hoa 10 giờ, không phải màu hồng cánh sen đâu các chị. Nếu mà đúng trong bảng màu thì em gọi là hoa 10 giờ là đúng nhất. Giá 180 ngàn một áo các chị ơi. Nó có một cái mẫu vân vân như vậy. Nguyễn Thu Nguyệt trắng á, hình như phía trong nữa. Màu đỏ mà nó ánh vàng ấy, em cứ nhìn kỹ đi rồi lấy ra đây cho chị xem cái vân. Và áo thố mặt là lụa ánh kim của Thái Tuấn giá 250 ngàn một vải ánh này chị ơi. Các chị muốn mua lụa rếp thì em có mà. Lụa rếp có màu hồng phấn mà các chị. Này các chị chốt cho em là màu hoa 10 giờ nha. 180 ngàn một áo. Khổ của nó là 1m6, một áo là 2m. Nhưng cái quan trọng nhất là khi các chị nhận được cái vải ở ngoài nó rất là mềm mại và dễ mặc. Jenny Phụng hoa 10 giờ. Không bao giờ. Ở trong cái mũ màu vàng đồng đó, thế cái màu xanh nó là cái gì? Nguyễn Nguyễn hoa 10 giờ. Em lấy ra cho các chị xem nha. Đây nè. Đây là lụa Quang Hà hoa 10 giờ, Trần Thị Thái hoa 10 giờ hai áo. Các chị, đây là lụa Hồng Kông, nhà em bán giá là 900 ngàn một áo. Còn đây là lụa nhà em bán. Đây này các chị. Em nói là bảo nó giống 100% thì nó không có giống đâu. Nhưng mà cái vân này nè các chị. Và cái vân này nè, đó. Thì các chị có thể lựa chọn theo ý thích của mình. 900 ngàn một áo và 180 ngàn một áo. Vì xem lựa cái vân cho các chị, vì hoa bán nhiều lắm luôn rồi. Chấm bi cũng bán nhiều lắm luôn rồi. Cho nên phải đi lựa cái gì lạ lạ về bán cho mấy chế. Mặc bảo đảm không đẹp khỏi cân. Băng Vũ hoa 10 giờ. Còn hàng cao cấp thì nhé, lúc này em có sẵn cho các chị nhé. Thì muốn mua bao nhiêu cũng có hết đó các chị ơi. Đủ chưa? Rồi tem màu ở đây cho chế nè. Hàng Thúy hoa 10 giờ. Em vẫn còn vàng, vẫn còn 20 giờ nha. Đêm Vân trắng. Nga Lê hoa 10 giờ. Nói chung là bán cho các chị rồi còn phải bán theo cả Châu Nguyễn hoa 10 giờ. Chứ đâu phải cứ thấp là bỏ lên cho các chị là các chị mua đâu. Nhiều khi nó trùng quá các chị cũng đâu có thích đâu. Đây xăng cô ban này em lên đủ màu. Chị nào thích màu gì thì các chị chốt màu đó. Giá là 180 ngàn nha các chị ơi. Còn chất vải thì em cứ bao cho các chị mua mặc thôi. Mặc không đẹp khỏi cần trả tiền cho em luôn. Không mềm, không mịn, không mát, không có độ co giãn thì cứ phải trả lại cho Tú. Màu này các chị chốt cho em là xanh coban. Màu này các chị cho em là màu hồng. Cái màu xanh lá còn không mà đưa cho chị đây. Còn thì đưa cho chị phải đưa là một cái áo thêm một cái áo nữa. Chứ mày đưa cái mẫu này là tí cứ rút ra rồi là mai mày lại cứ lại. Em hoa 10 giờ xếp.
Nguyễn Hương hoa 10 giờ. Còn. Nguyễn Hương trắng. Còn. Hằng Lê Thị Thúy hoa 10 giờ. Còn. Quang Hà xanh cô ban. Hà Vũ hoa 10 giờ. Màu này em gọi là màu xanh rêu nha, hay gọi là ve chai, còn em có cả xanh lá nữa, cho nên là các chị vui lòng đăng ký giúp em rồi hãy chốt nha. Đây hai màu này là hoàn toàn khác nhau nha. Màu này của em là màu xanh rêu hay gọi là ve chai, còn màu này của em là xanh lá hay gọi là xanh kết, màu này là xanh hồ ngọc hà nè. Đó, các chị chụp nhanh lên cho mấy bạn chốt cho mình nha. Jenny Phụng Hồng, Quang Hà xanh rêu, hồng đẹp lắm. Và em có cả màu ngọc nữa chị. Chốt đi, màu nào cũng còn nhé. Chỉ có màu vàng này là có bằng này thôi. Màu này các chị chốt cho em là màu ngọc nha các chị ơi. Một cam này cũng còn luôn. Cam hết. Còn có cá thì đưa đây cho chị. Hôm nay có cam chưa? Quang Hà xanh lá. Cam còn 2 em. Nguyễn Hiền xanh cô ban và hồng. Nhung Hòa xanh kép. Nguyễn Thu Nguyệt hoa 10 giờ. Jenny Phụng một lá một rêu. Hạnh Hà vàng đồng. Jenny Phụng cam xếp. Cam vòng 1. Hồng vôi này còn không? Dạ không. Hồng vôi đẹp lắm anh chị. Hồng vôi là siêu sang. Hồng vôi nha. Và màu da nữa, cho chế cái áo màu da nó nhỏ. Được rồi. Bãi trầu còn không? Nhiều màu lắm luôn á. Võ Trần Ngọc Trinh hồng vôi. Còn. Nguyễn Hương vàng. Còn. Jenny Phụng hồng vôi xếp. Còn. Phạm Tuấn cam. Hết cam. Màu da này đẹp. Dung Phan Hoa 10 giờ xếp. Vương Nguyễn xanh kết. Còn. Thảo Nguyên Nguyên hồng vôi. Còn. Lan Mộc hồng vôi hai áo. Mà em treo cái này cho chị trước đi, cái này thôi cũng ơi. Nè em treo này em phối cho quần mình không? Lưu Hồng hồng vôi hai áo. Thiếu màu gì nữa không? Jenny Phụng Giang màu Tuệ vàng. Tâm xanh ngọc. Vàng ở kia có. Hồng Vân Nguyễn Thi hồng vôi. Đây, chị thấy đằng sau kia có mấy cái và mấy áo. Một áo á chị. Rồi, tiếp luôn. Nguyễn Thị Kim Loan xanh co ban. Trên áo trắng. Ok. Đây em có bằng này màu này các chị ơi. Này em phối vô cho chị cái quần màu nâu đi. Hạnh Hà Gia hai áo. Này chưa phối nữa. Mai Nguyễn Hồng. À, em đọc lại nha. Em có vàng nè. Vàng này nhưng mà em có cả vàng đồng nữa nha. Vàng này chỉ có một thôi các chị ơi. Vàng và vàng đồng là khác nhau nha. Vàng hoa 10 giờ. Trắng. Xanh cô ban. Xanh kết hay gọi xanh rêu hay gọi là xanh ve chai. Hồng vôi. Xanh ngọc. Jenny Phụng vàng xếp. Rồi cái màu gì nữa không? Một vàng với lại một xanh cô ban. Em có vàng đồng nữa nha các chị nha. Nguyễn trắng. Còn trắng. Lan Mộc xanh ve chai. Còn. Tiên Thúy Trần vàng. Thi Hoa Nguyễn vàng. Lê Thị Ngọc bích trắng. Hai áo vàng đúng không? Hai vàng hai trắng. Em có màu da và màu bã trầu nữa các chị ơi. Lan Đỗ vàng bã trầu xanh kép. Da nè, bã trầu nè. Vàng hết nha. Như đây thì tụi nó phải tập trung như đây. Hương Thiên xanh kết và ve chai. Còn.
ve chai này, két này. Jenny cùng bà chào sếp. Vâng. Lấy đủ màu á các chị. Các chị mà mặc cái này nó giống như, nhưng mà cái hàng này nó không phải giống như một chút em bán cho các chị, mà cái vân của nó giống như cái tia lửa, là không phải nhá. Cái hoa văn này mới nha, cái hoa văn kia không phải đâu nha các chị. Rồi, chốt đơn cho em và em có một vàng đồng nữa. Hồng hải tan rêu. Rồi. Cho em luôn này các chị ơi. Cho em vàng đồng và em có thêm màu nho kim nữa. Kim phạm sang kết hai áo. Màu này là đúng chuẩn vàng đồng chứ không phải là vàng đâu nha. Mai Lê sang kết hai áo. Còn. Chuẩn cho em là đúng vàng đồng luôn. Chốt đơn giá 180 luôn. Và em có thêm màu nho nữa chứ ơi. Có chị một áo nho này. Đến ra tổng mấy áo nho. À dưới còn lại. Thịt nhỏ. Eo ơi, cái này mà em mà mặc đi lễ là mấy cô lại hỏi nữa. Hôm vừa rồi mặc cái áo lụa chàng bi màu nâu. Úi trời ơi, mấy cô gọi mấy cô hỏi quá trời. Jenny phùng vàng đồng xếp nho xếp. Ít bữa nữa mà chị Hàng Nga San Rêu 3 xếp. Cô mà mặc đồ sợi vàng đồng màu nâu của hộ San Sinh ấy, mà ta mặc màu nâu ấy các chị. Quá là đẹp luôn. Màu này của em là chuẩn vàng đồng, màu này của em là chuẩn nho luôn. Giá là 180 ngàn một áo nha. Và chị nào chưa lấy màu hồng này thì nhớ kim lê vàng chị. Đồng nan đỗ nho. Tiên Thúy Trần xanh kết. Kim oanh vàng đồng xếp. Cho em hồng nha. Chị nào lấy hồng thì chốt hồng cho em. Nguyễn Uyên nho. Nho đẹp lắm ha. Nho mà mặc quần Dương trắng Phan là đẹp nho lắm ấy. Nho là mặc quần trắng là đẹp lắm ấy. Jenny Phụng Hồng xếp. Bảo nho mà mặc quần trắng là đẹp lắm luôn ấy. Nhưng mà nó phối cùng tông cho các chị này. Đấy, các chị thích thì các chị cứ cùng tông cho em luôn. Quần màu ruốc, áo màu nho, rất là xinh luôn. Nho còn nhiều. Thì đếm đi, đếm phiếu đi. Bao nhiêu? Ui, không hết đâu. Có mấy áo nè. Trần Mộc Bảo Vi sang kết một xếp. Lê Thị Vân vàng đồng. Nguyễn Huyên nho. Võ Trần Ngọc Trinh nho xếp. Còn. Trên Vũ nho xếp. Còn. Vân Đặng Hồng. Còn. Hồng đẹp. Mai Nguyễn Hồng. Kim Oanh nho xếp. Còn. Nguyễn Thanh nho. Còn. Chốt nho cho em nha các chị ơi. Nho cho em, xanh kép cho em, xanh lá cho em. Nói chung là đủ á, 13 màu đó các chị. Không có thiếu màu gì hết đâu. Mộc Viên Hồng một xếp. Tuyết Ngọc Hồng. Hồng cho em là giá 180 nha các chị ơi. Còn chị nào mà thích xịn sò thì các chị cứ việc mặc đồ Thái Tuấn, xin lỗi, lụa Hồng Kông thôi nhà em có luôn. Bây giờ vẫn đứng hàng ngôi vị luôn, 900 ngàn một áo, không bao giờ hạ một đồng xu nào luôn đấy các chị ơi. Không bao giờ hạ một đồng nào luôn á. Chốt đơn cho em nha. Rồi, mẫu này cho em 100 ngàn nha các chị nha. Mẫu này còn không? Một bật đúng không? 100 ngàn cho em, chị nào lấy thì các chị chốt cho em số 10. Còn các chị muốn mua Thái Tuấn ấn kim em có luôn. Hoài Tinh hoa nho xếp. Ái ơi, hôm nay nhà mình còn hàng lụa rếp màu hồng phấn giống cô mặc không? Lụa rếp á. Không, cái hàng cắt rồi ấy. Cho em số 10 nha. Giá 100 ngàn thôi mấy chế ơi. Nhiều hàng quá, không biết bán cái gì để lại cái gì luôn hết trời. Võ Thị Thu Hiền sang kết một xếp. Số 10 cho Ngọc em. Ngọc Lan Dinh hai áo xanh lá. Còn nha. Lan Anh Nguyễn số 10.
Chi trần số 10. 10 cho em 100 máy án ạ. Ba. Mười cho em 100. Hàng này ngày mai tụi nó sắp xếp lại. Dùng phe số 10 này em bán thêm một tour nữa là hết thẳng cái lô này luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em nha. Em chốt đơn giá chỉ có 100 ngàn một áo cho các chị thôi. Chất vải là lụa mango nha các chị ơi. Chị lấy xanh lá không phải xanh kép đâu nhé. Là chị lấy màu xanh này á. Xanh ke, xanh ke chai gọi là xanh rêu á. Hoa keo số 10. Dạ mai em kiểm tra có em lấy cho chị cho chị kia đi phụ. Cái đỏ đô nhà mình còn lụa rết không? Đây các chị muốn mua lụa rết thì nó chỉ có hồng này thôi chứ nó không có hồng như của em. Còn hộp như của em là lụa Thái Tuấn Ám Kim nhà em có luôn nha. Mẫu này các chị đắm cho em là một là hồng, hồng 100. Còn chị nào lấy vải áo em mặc thì các chị đắm cho em là hồng 250 nha. Các chị đắm đúng cú pháp giúp em thì em sẽ chốt đơn cho các chị được đúng. Em đúng số 10. Không đúng là đáng chịu. Còn số 10. Đây là hồng em mặc nè. Là hồng 250 nhá. Và quần em mặc cũng là nó luôn, lụa Thái Tuấn Ám Kim luôn, 250.000 một áo luôn. Và nhà em cứ cắt 2m 2m, chứ không có cắt lẻ đâu các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng 250 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô 250 cho em. Hoặc là hồng 100 và đỏ đô 100 có luôn nha. Nhưng hai màu là khác nhau đó, em nói trước ạ. Không có giống đâu nha các chị. Lan mê hồng 100. Đó, tùy các chị nha. Hồng là vải lụa rếp, 100 là vải lụa rếp, còn 250 là lụa Thái Tuấn Ám Kim. Đấu thí số 10, ok chị Tiên đi phụ. Đây là các chị đắm cho em là đỏ đô 100 nha các chị nhé. Đỏ đô cho em 100. Còn không thì các chị mua này để các chị pha, các chị may mấy cái quần ấy, mặc áo dài cũng rất là đẹp. Thay thế đỏ đô 250. Đỏ đô 250 thì quá đẹp luôn, họ cần phải nói luôn. Cái này thì nhà em sẽ có sẵn cho các chị nào muốn mua đồng phục khoảng chừng một mẫu khoảng 30-40 áo là ok. Chốt đơn xong chuyển khoản là mai hàng đi liền. Này có hồng 250 nãy chị mặc đúng không? Thấy à? Thấy chưa? Rồi. Chị nào lấy hồng 100 thì các chị chốt hồng 100 nha. Và đỏ đô 100 cho em. Rồi, em bán tới hàng Thái Tôn Ám Kim cho các tình yêu nhé. Rồi cho chị từ màu ngoài vào đi. Màu xanh ấy. Hàng này chất giá cao lắm luôn ấy, mà em không lấy thêm tiền. Nhà Nguyên Hồng. Nhà Nguyên Hồng mẫu mặc 2 áo. Kim Lê đỏ đô 250. Lan ca số 10. Mẫu này các chị chốt cho em là xanh 250 luôn, cũng là chất vải lụa Thái Tuấn luôn nha các chị nha, ám kim luôn. Nhưng mà em nói trước là cái này là cái độ ám kim của nó ít hơn, vải của nó mỏng hơn nhưng giá tiền của nó cao hơn nha các chị nha, nhưng em không lấy thêm tiền. Tạm xem đỏ đô 250. À. Này là em có may một bộ đấy. Bất tiếc với các chị là nó chưa gieo thôi. Thế nào ngày mai nó cũng gieo à? Nên Hà Hồng mẫu mặt cho em là xanh 250 nha các chị nha. Xanh 250 cho em, rồi cho chị mà hai móc tím kè. Cứ mỗi một màu cho chị hai móc ra đây. 250.000 một áo. Cứ bán hoài, bán mãi. Bảo hôm nay rõ ràng nói vườn tối câu xanh vườn ngưng thế. Và các chị vẫn cứ hỏi lại cứ bán. Mai Lê hai áo xanh kép cho em là tím kè 250 nha các chị nha. Màu này đẹp lắm. Màu này đùi xanh 250. Màu này các chị chốt cho em là màu che đậm 250. Chưa Nguyễn số 10. Đẩy cái nó thật ra ngoài kia một chút xíu đi.
chị thấy con phụ giảm bên ngoài đây ca phụ. I don't know nhá. Khuất mắt thì không sao chứ nhìn thấy là không thích rồi đấy. Các chị ơi, các chị chốt cho em là vàng nha. Vàng da 250. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng dâu 250 luôn. Đẹp mắt thôi. Trang Huy tím cà 250. Bạn sen xanh, bạn sen xanh 250. Nguyễn Phương xanh 250. Không cần hỏi cũng biết rồi. Hừ, hay rạng lắm. Màu gì? Màu xanh 200. Màu gì nữa? Rồi tiếp luôn. Nâu 250. Nâu cho em các chị ơi. Em cứ làm qua một dạo đi rồi các chị chần thêm màu gì thì các chị cần. Màu thế này. Thế Phương vài da 250. Nó vẫn vậy mà nó vẫn quên nhỉ. Cái màu rêu nhất định là nó không treo lên cho mình mán. Mà nó cứ để vô trong bịch xong hỏi là bắt đầu nó quên hồi là nó bảo hết rồi cho mà xem. Vân Dương hồng dâu. Của mày luôn. Cho em cam luôn nha các chị ơi. À nó có mang Nguyễn tem Trâm vàng da 2 áo. Lê Thị Ngọc bích tím cà. Vàng da 2 áo nè. Tím cà nè. Kim Oanh tím cà. Còn thằng này đem chữ để chuẩn bị bán đồng trận. Cam cho em nha các chị ơi. Và màu này nó mới ra nè. Màu này các chị chốt cho em là màu tím mà nó giống như, nếu mà nói mà cái này là tím Huế thì cũng không phải, mà cái này nói là tím lục bình cũng không phải luôn, nhưng mà nó là dạng lục bình mà lục bình đậm mấy các chị. Giá là 250.000 một áo nha các chị ơi. Chất vải là lụa Thái Cố. Nguyễn Nguyễn tím cà. Chị hỏi lại chị đi để chị comment cho đúng. Cứ hai đứa cứ nhìn nhau là sao. Các chị ơi lấy cho em là tím tím lục bình đậm. Chị kêu chị lấy tím cà một set là chị phối cuộn khác hay cuộn cùng cùng vải luôn chị ơi. Chị comment rõ giúp em nha chị. Không comment rõ thì đừng có in phiếu ra. Cho em là tím lục bình nha các chị nha. Màu này các chị chốt cho em là hồng cánh sen. Lan chiều chiều tím lục bình. Cô út hột xoàn tím cà. Xe màu cỏ úa. Nguyễn Trâm tím lục bình đậm 2 áo. Cho em là cỏ úa luôn, giá 250 luôn nha. Và màu này các chị chốt cho em là màu rêu. Màu ve chai các chị ơi. Hoặc là các chị gọi cho em là rêu đậm cũng được. Tuyết Anh Nguyên tím lục bình. Jenny Phụng cỏ uống 2 áo. Nguyễn Thị Nga tím cà. Ok chị Kim Oanh. Cho em màu này các chị đánh cho em là hồng vôi. Hoa bằng lan tím cà 2 áo. Hồng vôi cho em nha. Nguyễn Liên tím cà. Màu này các chị chốt cho em là màu vàng, màu da. Cho em là vàng đồng nha. Vàng cho em 250. Cô út hột xoàn đâu? Vàng cho em luôn. Phương Nguyễn Hồng Vôi. Cho em là ngọc nhẹt 250. Chị Nguyễn đen. Chị Nguyễn đen là một cổ. Cho em xanh lá 250 luôn. Sao đợi mày lấy cho lấy cho nhanh. Thanh lá cho em 250 luôn các chị ơi. Trắng cho em luôn nha. Jenny Phùng Ngọc 2 áo.
cho em trắng luôn các chị ơi. Và màu này các chị chốt cho em là màu hồng nút. Hoàng Anh Lai vàng đồng. Em có một cái này em vô, nhưng mà để em hỏi tụi nó thử xem có hàng có về chưa nha. Có về chưa em mới chốt cho các chị, còn không là mai thiếu hàng tụi nó lại rối như mớ mỏng bong nữa. Chết ra các chị ơi. Màu này cho em là cà phê sữa nè. Màu này cho em là cà phê sữa. Cà phê sữa cho em nha. Những cà này, những cà thiếu đúng không? Ủ chưa? Đây. Đây này chị. Cái màu xanh ngọc mà cái lụa rết. Ai quần cái cổ của cô trẻ nào cho mày chưa? Trời ơi. Thế đã nha. Chưa có luôn hả? Vậy thôi. Giờ mà đưa ra cái rồi xong nữa lại đọc nữa là tôi chăm cuộc đời nữa nha. Rồi các chị lấy màu gì nữa không các chị ơi? Em có xanh lá này, em có trắng nè, em có hồng cánh sen nè, em còn nói chung là đủ màu á các chị, không có thiếu bất cứ một cái màu gì đâu. Nhưng mà ở đây thấy thì nó còn Nguyễn thiếu cà phê sữa hai áo xanh đen và xanh cổ vịt còn bằng này. Ai nhăn tay thì còn chấm tay thì hết. Hồng xanh lá hai áo xanh đen và xanh cổ vịt nha. Xanh lá hai áo. Kim Lê cổ hình như thiếu một cái vàng đúng không? Xanh đen là em còn 2, cổ vịt em còn 2. Chị nào muốn may bộ thì lấy luôn 2 áo luôn đi các chị ơi. Hết hàng. Xanh đen em còn 2 và cổ vịt em còn 2 nha. Giá là 250.000. Nhiều khi bán riết rồi á hả. Cái hàng này họ bán hoài luôn á. Ngày nào cũng bán luôn đó các chị. Vi hàng xanh đen, hồng hàng xanh đen. Hết xanh đen. Bây giờ còn cổ vịt không? Cổ vịt còn 3 áo. Chị nào lấy thì các chị chốt cổ vịt cho em. Cổ vịt cho em là giá 250 nha các chị. Giá là 250 nha. Kim Lê cổ vịt. Rồi tăng cường đẩy. Còn hai áo cổ vịt đúng không? Thua anh Bùi Xanh Học. Còn cái này nè. Hôm qua có một chị em ngồi ở nhà, cái giờ trưa em thấy có một chị nhắn vô trang fanpage nhà em là chị nhận được vải lụa tay tốn lắm kim này rồi, nhưng mà chất vải xấu quá, bên em có thể đổi hàng cho chị được không? Mà không biết hôm nay chị có liên lạc bên nhân viên em để đổi lại cho chị không? Các chị ơi, nếu mà nó là bảo đẹp hay không thì theo quan niệm của mỗi người nữa. Và em không bao giờ gọi là bảo thủ là ờ vải của tôi đẹp như vậy mà cô bảo là xấu. Không có nha. Cho nên là không biết là hôm qua em nhìn thấy mà hôm nay cũng quên. Sáng giờ em bận cũng chưa nhắc nhân viên kiểm tra coi là chị đổi cái gì thì đổi lại cho chị. Chứ bảo chứ ơi ôi bài luôn đấy tôi nói mà còn bảo là xấu nữa thì mặc cái gì đẹp. Không có nha. Cái đó bán hàng gọi là bảo thủ. Nắng mai xanh cổ vịt. Quan điểm Kim của Lê mỗi xanh người ngọc. Quan điểm của mỗi Phương người Minh mỗi... ve chai hai áo. Cho nên là em rất là tôn trọng. Các chị cảm thấy không ok thì các chị, nếu mà các chị đổi thì các chị phải chịu chi phí ship đi lại. Còn nếu mà là các chị mua hàng mới ở bên em á là ít tiền hơn thì em sẽ chuyển khoản lại cho các chị, nhiều tiền hơn thì các chị bù thêm cho em khi ship code. Còn nếu mà bảo là ờ em ơi bây giờ chị mua vải của em nè, nhưng mà chị không thích nữa, giờ chị đổi, chị gửi lại cho em và em hoàn lại tiền cho chị, thì bên em không có trường hợp và không giải quyết trường hợp đó nha các tình yêu nhá. Rồi. Mẫu này các chị chốt cho em là vàng đồng giá 100.000, chất vải là lụa mango. Bây giờ nhiều lụa mịn, lụa mango và hoa nhí đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. Cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt cho em là vàng đồng. Vàng đồng cho em nha. Yeah.
cho em vàng đồng giá 100. Nhiều khi quan niệm của mỗi người nữa chị, nhiều khi chị thấy cái mẫu đấy nó đẹp nhưng là chị khác cảm thấy là cái gu sở thích của chị không phải là cái đó, cho nên nó phải có nhiều kiểu thời trang, thì mỗi một người một sắc thái, mỗi một người một phong cách khác nhau, mỗi một người một sở thích khác nhau, cho nên không ai giống ai hết. Các chị cứ thoải mái, tự tin, khi nào một phong cách của mình chọn đúng phong cách của mình là mình cảm thấy tự tin nhất là mình mặc. Vân Anh quên vàng đồng em 100.000 nhé, chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Em ngồi ở nhà em chơi với con em máy thì lúc nào nó kè kè đến cạnh em thì nó thấy nổi lên rồi em đang tính chụp lại này. Vàng đồng để hôm nay em cho nhân viên xử lý cho chị mà em quên mất tiêu luôn, sáng giờ em nhiều việc quá em quên luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em nhá, giá 100.000 các chị ơi, giá cho em 100.000 nha, rồi em tiếp cho các chị mấy hàng mới để các chị mua cho nó thích. Con đẹp quá thì con lắm nha. Anh Phạm vàng đồng, Quang Hà hai áo vàng đồng. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí nâu giá 100.000 nha. Nhí nâu chất vải lụa bị bé á, mẫu áo chị. Nhiều khi hoa hậu mà có nhiều người còn bảo cô đấy không đẹp. Cho nên đừng bán hàng mà không bảo thủ lắm đâu các chị. Mỗi người mỗi sở thích, các chị thích như thế nào là tùy theo gu sở thích của các chị như thế. Mẫu này các chị chốt cho em là vàng đồng, còn mẫu này các chị chốt cho em vàng đồng thêm một áo nữa. Còn vàng đồng nhá. Nhí nâu cho em 100.000 luôn. Kim Phụng nhí nâu, Quang Hà nhí nâu. Nguyễn Thanh vàng đồng. Nhí nâu cho em 100.000 các chị ơi. Nhí nâu cho em giá 100. Vải có độ co giãn không cần phải lót. Con chị kia cái hôm em bé là nhẽm vậy, chị bảo là chị nhận vải đủ rồi, chị không thích cái chất đó thì tú đổi vải khác cho chị được không? Ok, bên em sẽ đổi cho chị. Thì nếu mà chị đổi ấy thì là chị cứ chi phí để đổi lại thì chị cứ trả cho shipper. Thì Phương Ánh kim hồng dâu bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Nhưng mà có một cái trường hợp như vậy này, nhiều chị khi mua hàng về, ví dụ như các chị mua của em cũng được lâu lâu ấy, khoảng chừng được mười mấy hai chục shop rồi, xong rồi các chị co lại, nhưng các chị thấy cái mẫu này, các chị bảo Tú ơi cái này giờ không thích nữa, chị đổi qua cái khác được không? Cái đó không phải là đổi, mà cái đó là chị đổi cái cũ và chị muốn lấy cái mới, thì bên em cũng không giải quyết trường hợp đó luôn nha. Cái gì nó đúng là em sẽ giải quyết cho các chị liền, còn nó không đúng là em không đồng ý nha các tình yêu nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em giá 100.000, chất vải là lụa mịn nhí nâu cho em. Thu Nguyệt Nguyễn vàng đồng. Còn Thủy Tiên Phan Thi nhí nâu, Nguyễn Sơn nhí nâu. Nhí nâu cho em 100.000 các chị ơi. Rồi tiếp cho chị luôn đi gì đấy, cái trắng trắng mới cắt ra đấy. Cái nào mới thì em cắt đưa đây cho chị. Chị là không, các chị cũng lấy mẫu này lấy mẫu khác. Ừ rồi, mà cứ gì bằng mẫu này nữa chị ơi. Từng xỉu toàn là lụa mịn đẹp không. U là trời, cho em là nhí trắng luôn, giá 100.000 nha các chị nha. Nhí trắng cho em giá 100.000, chị nào lấy thì các chị chốt nhí trắng cho em. Xếp vào nó cũng xếp mặt trái nó cứ đẹp. Trần Thục nhí nâu. Vâng. Cho em nhí trắng 100.000 luôn các chị ơi. Cẩm Hà nhí nâu. Kim Phụng nhí trắng kêu một kêu Trần. Nguyễn Lân nhí trắng. Cho em nhí trắng 100.000. Nhí trắng đẹp lắm, hoa rất là dễ thương luôn. Cái này các chị có thể thay cho Von ấy. Bùi Thị Hiền nhí trắng. Thiên Nguyên nhí trắng. Nó có độ co giãn nữa, nó không cần phải lót. Đặc biệt là giáo viên rất là thích. Giáo viên mà công nhân viên trước á, đi làm các chị tận dụng không cần phải ủi cũng rất là ok. Xem một nhí nào. Cho em nhí trắng các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt nhí trắng cho em, giá em chốt đơn 100.000 luôn nha các chị nha. Dễ thương lắm, mấy cái này để một hai bữa nữa bên em thu xếp có người chụp hình đấy, sẽ bán cho các chị. Mai mốt thì em còn bán trên sàn thương mại điện tử nữa đó các chị ơi. Món này các chị chốt cho em nhí trắng. Lập thể nha, lập thể nâu cho em trắng. 90. Tập thể nâu cho em là chất vải đủ giá 90.000 một áo nha các chị nhé. Cái này may một là áo dài, hai là may sơ mi, may đầm cũng đẹp luôn.
may đầm cũng đẹp lắm nha. May áo dài dễ thương cực kỳ luôn á. Cho em là lập thể, chất vải là vải đũi hay gọi là lụa cô tông, giá là 90 ngàn một áo nha các chị ơi. Giá cho em 90. Cho em 90 nha. Rồi chút luôn. Cái lá kia còn không? Cái lá đâu thì còn không? Còn thứ kèm à? Còn đưa kèm này luôn cho chị cho nha. Các chị lấy mẫu cho nào thì lá. Cho em là lá vàng. Và cho em là nhí đô luôn. Đấy, lên một lúc quá trời mẫu cho các chị lựa luôn. Giá 90 ngàn một áo nha các chị nha. Chất phải là vải đũi nha. À, hồi chiều cô nói là đưa cái bịch của thì vải xốp ấy, một đỏ đô ngay dưới chân giáo ấy, Việt đưa ra đây cho cô bán cho nó hết mà không mang ra ha. Đồ mày mau quên lắm luôn á. Rồi lấy mẫu gì thì chốt đơn mẫu đó cho em nha các chị nhé. Giá em chốt đơn là 90 ngàn một áo. Dạ vậy đó mà. Dạ dạ vân vân rồi cũng quên. Lương Thị Vân lá vàng. Còn còn vải von sốt này, giá em chốt đơn 100 ngàn các chị ơi. Cho em là màu cặn rượu. Cứ ở đây cho cô đi để cô xem cho. Cho em là cặn rượu nha, chất phải là von sốt, giá 100 ngàn. Chị nào lấy thì các chị chốt cặn rượu cho em. Hay gọi là màu màu rượu chát á. Vải này là siêu co giãn luôn nha các chị nha. Cho em cặn rượu nha. Tương phẩm xét nhí đô. Nhí đô là gì? Là thêm quần đó hả? Cho em cảm rượu giá 100 ngàn nha. Mấy cái hàng này được trước thì mình có rất là nhiều. Cái này cất để Lương Thị Vân nhí đô. Huỳnh Thanh nhí đô. Các chị ơi cho em cặn rượu nha, nhé 100 ngàn. Chất vải là lụa, không phải là lụa mà nó gọi là lụa xốp hay gọi là von xốp á. Vải là siêu siêu co giãn luôn á. May nguyên bộ thì vui lòng lấy giúp em là hai áo nha các chị nha. Còn đúng một màu này mà nó để lọt ở trong kia chứ không để mén hết từ đời nào luôn ý. Nó để xong nó trẻ nhớ, không có chịu gom ra bán được. Cứ để đấy là đến lúc còn có màu rất là khó bán luôn á. Đi hàng cặn rượu. Còn chị nào lấy thì các chị chốt cặn rượu cho em. Giá là 100 ngàn nha mấy chế ơi. Vải có độ co giãn này, siêu siêu co giãn luôn á. Phượng Vân nhí trắng và nhí đô. Thủy Tiên Phan Thi nhí đô. Hiền Anh nhí đô. Huỳnh Thanh nhí đô. Cho em cặn rượu giá 100. Nguyễn Liên cặn rượu. Chi Trần cặn rượu. Để đến Tú và Mai thì thôi, lúc đấy hỏi là chứ. Chị nào lấy thì các chị chốt cặn rượu cho em. Mặc cái này là siêu siêu co giãn luôn á. Co giãn thoải mái luôn đấy các chị ơi, không có cần phải lót phải gì hết nha. Chốt đơn cho em giá 100. Tâm Phạm cặn rượu. Thanh Lê cặn rượu. Cứ để đấy đi cô lấy sao, đừng lấy hết. Hai nữa đúng không? Hai một. Mẫu này các chị chốt cho em là đen nha. Giá là 200 nghìn một áo, chất vải là lụa Hồng Kông nha. Bùi Thị Hiền nhí đô. Wow. Giá là 200 nghìn một áo các chị ơi.
đen giá 200. Đen cho em giá 200, chất vải là lụa Hồng Kông. Quá trời. Nam cao cản rượu. Cho em đen giá 200, chị nào lấy đen thì các chị chốt đen cho em. Chất vải là lụa Hồng Kông, giá là 200.000 một tháng. Khánh Huyền lập thể 90. Chút đơn đen cho em giá 200 nha. Yến My đen, Nguyễn Văn Quang đen, Lưu Hồng đen. Đen cho em giá 200. Chị nào lấy đen thì chốt đen cho em. Mình mà về cả mấy chục mẫu mà lựa được có mấy mẫu bán cho các chị. Đem cho em giá 200.000 một áo các chị ơi. Chất vải là lụa Hồng Kông nha các chị nhé. Mấy cái hàng này các chị mặc là không có đụng hàng nhiều đâu, thì nó không có nhiều hàng đâu. Lâu lâu nó về được cây hai cây mặc chơi biết. Phải công nhận là năm nay các chị quay xe 180. Nguyễn Huyền đen, Đăng Lê Hồng Kông đen. Chốt Hồng Kông đen cho em giá 200 nha các chị nha. Em bỏ đó. Bỏ lấy cái gấm làm sao cho chị con thân ạ. Còn đen nha Nhung ạ. Dạ. Mẫu này các chị chốt cho em là Thái Tuấn giá 200 luôn. Chất vải cũng là gấm Thái Tuấn luôn nha. Thái Tuấn hồng cho em. Thái Tuấn hồng cho em giá 200 nha các chị nhé. Xếp đi, ngồi xếp đi. Nhưng thời gian mà 2-3 tiếng đồng hồ không lắm xếp được. Cả đèo lắm phải 5-60 cái rồi. Các chị ơi cho em là Thái Tuấn hồng giá 200. Chị nào lấy thì các chị chốt Thái Tuấn hồng cho em. Bây giờ hả, mấy bà ngoại mới gọi điện về, ngoại bảo tối tối sao bây giờ cái livestream của con mẹ không chia sẻ được vậy. Để biết nó sao đi. Bây giờ bảo luật chơi của anh Facebook không giờ sao giờ chứ lại sao giờ. Không cho chia sẻ nữa luôn. Nó tắt cái tính năng chia sẻ luôn rồi đó các chị. Rồi xong rồi họ mai mốt còn bảo là tắt tính năng livestream trực tiếp nữa cơ. U là trời. Cho nên chúng ta phải kiếm đường khác để bên bài thôi. Áo giả liệu Thái Tuấn hồng. Chị nào lấy thì các chị chốt Thái Tuấn hồng cho em nha. Giá là 200.000 một áo nha các chị ơi. Và em còn mấy cái áo này của lụa Thùy Tiên giá là 250.000 một áo nha. Em còn cho các chị được 3 áo trắng. Chị nào lấy trắng thì các chị chốt trắng cho em nha. Chất vải là lụa Thùy Tiên nha các chị ơi. Đẹp và nét như Sony luôn á. Chị nào lấy trắng thì chốt trắng cho em ha. Giá cũng 250 luôn nha các chị nha. Giá tuy hơi cao một chút xíu nhưng mà Hoài Lan Nhĩ Đô trắng cho em giá 250. Em có trắng. Trắng là 250.000 một áo nha các chị nha. Mấy cái hàng kia thì mình là nó còn nhiều hay còn ít. Nghe cái chỗ cái lập thể thì cái lập thể đầu tiên á. Là mấy cái đấy còn nhiều hay còn ít. Chị nào lấy trắng thì chốt trắng cho em nha. Giá 250 luôn các chị ơi. Rồi cho chị đi ghế đi, đưa mấy cái đấy ra đây cho chị. Đây là còn nhiều đúng không? Chất vải là lụa mango luôn nha. Cho em là xanh ngọc hoa lớn giá 90. Cho em xanh ngọc hoa lớn nhá, giá 90 luôn các chị ơi. Cái này ngày nào cũng gom ra bán. Giá 10 trắng 250.
cho em ngọc nha, ngọc cho em giá 90 nè. Mấy mẫu này em bán hai lần rồi, bây giờ em bớt cho các chị mình. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí đen luôn, chốt cho các chị giá 90 luôn. Kim Lê Thái Tuấn Hồng, nhí đen cho em luôn giá 90. Vậy chứ dễ mặc lắm mấy các chị. Tím than cho em luôn giá 90. Oh no, tím than giá 100. Tím than cho em giá 100. Hồng Vân Hồng mẫu mặc than cho em giá 100. Trời ơi cái này nè, may á, mà thợ may mặc căn đúng cho các chị luôn đen. Nè, mặc rất là sang luôn á, giống như mình đi mua ren về mình thiết kế lên á. Nè này các chị, rất là đẹp luôn á. Cho em là tím than nha, giá 100. Quang Hà nhí đen. Còn Quang Hà hai tím than. Không muốn hai cái đó. Tím than là giá 100.000 em mới bán được nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt tím than cho em là giá 100. Chờ. Còn đây là nhí đen em giá 90 nha. Nguyễn Nam tím than, giá quỳ tím than. Tím than rất là đẹp luôn á, mặc thêm quần vàng đồng nữa là best seller luôn. Nguyễn Thị Trúc Linh tím than, Vân Thủy tím than. Mẫu này các chị chốt cho em là ngọc hoa lớn nha. Đây cái mẫu lập thể này nữa này, chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em, tính cho các chị giá 90 luôn nha các chị nhé. Bùi Bản tím than. À, ái ơi lấy cái lô có tím than chỉ vọ lụa mango màu mà cắt sẵn còn ở đây còn bao nhiêu đưa cho cô hết luôn đi. Họ nói câu mang lên nhà để mang lên nhà cắt mấy cái hàng kia thôi. Cho em lập thể nha, em sale cho các chị giá 90 luôn. Kim Trần tím than, Huyền than tím than. Cái tím than đẹp, các chị may á là các chị nhớ nó thợ may căng cho các chị là cái phần y như mình mua ren mình về mình đắp vào đó. Phương Lan đập thẻ còn. Đứng phải tím than. Trần Thúy đập thẻ. Phương Lan đập thẻ. Phương Lan đưa một đi. Rồi tăng tốc mấy đứa ơi. Huỳnh Thanh tím than. 40 phút nữa. Lập thể còn nha. Chị nào lấy lập thể thì các chị chốt lập thể cho em. Mẫu này các chị chốt cho em là da. Hàng này em không bóp được nha. Giá 100 nghìn. Các chị ơi mua mango hay mua ở đâu cũng vậy. Nó có một cái giá chung nhất định thôi à. Không có thể nào rẻ hơn được nữa. Cho nên là cái này thì em không có bóp cho các chị được nhiều đâu nha. Chị nào lấy thì các chị chốt da cho em. Giá em chốt đơn cũng 100 nghìn luôn. Và mẫu này là các chị chốt cho em là đen trắng, giá em tính các chị 90. Đen trắng cho em nha, giá 90. Mẫu này mà may đầm sơ mi là đẹp lắm nè. Cho em đen trắng giá 90 nhé. Và mẫu này các chị chốt cho em là thương hiệu em cũng bớt cho các chị luôn, em tính giá 90. Còn da có khúc mét rưỡi á. Nhìn đây này. Mẫu này các chị chốt cho em là hương liệu luôn, em tính các chị giá 90 luôn. Quang Hà đen trắng hai áo. Thôi đừng đừng vô ra, để đó. Cho em hương liệu luôn, giá 90 luôn nha. Ngọc Hà Trần đen trắng. Còn mẫu này các chị chốt cho em là nhí sáng giá 100. Phương Võ thương hiệu. Còn nhí sáng cho em giá 100 luôn. Một cái áo này vừa nặng vừa ấy mà lời ít lắm luôn đấy các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là nhí sáng giá 100. Anh Dung thương hiệu. Còn Dung Hoàng đen trắng. Nam Tả Thi Gia. Maria Vân Nhí Sáng.
Màu Quang này. Hà Nhí xám là thương hiệu. Nguyễn Phương đen trắng. Của mẫu mặc là nộ ánh kim hay tốn 250.000 một vải cho chị Hàn Vân. Màu này các chị chốt cho em là trắng đen, giá 100. Đinh Thị Ngọc Vân đen trắng. Các chị ơi cho em là trắng đen nha, giá 100. Trắng đen cho em. Giá 100 nha. Đưa cái trắng đen kia đây. Mấy áo? Còn ở phía kia là rêu đúng không? Bên kia là rêu, bên này là trắng đen nè. Để gì rêu bỏ lại đúng. Cho em là trắng đen nhá, giá 100. Và mẫu này các chị chốt cho em là lập thể. Em chốt đơn cho cái này, mẫu này cho các chị giá 90 thôi. Trâm Nguyễn Nhí xám. Vâng. Quang Hà trắng đen hai áo. Phương Ngô trắng đen. Nam Tả Thi Nhí xám. Vâng. Cho em là lập thể giá 90. Thu Nguyễn Ngô Thi Thái Tốn hồng xếp. Hồng xếp là lấy một ám thì tú với một quần như đủ hả? Gấm Thái Tuấn Duyên Hà thương hiệu. Các chị ơi chốt cho em là lập thể nha. Lập thể giá 90. Mẫu này các chị chốt cho em là xăng đen luôn. Chốt đơn cho các chị giá 90 luôn. Xăng đen. Đừng có lấy ra, để nó lấy thì đừng lấy ra mấy phải dọn. Cho em là xanh đen. Cầm hồng nguyên trắng đen. Vâng. Bí Ngô lập thể. Vâng. Liên Phương lập thể. Vâng. Phạm Trang lập thể. Cho em là xanh đen nha, giá 90. Thanh Thúy Trần xanh đen. Vâng. Mẫu này các chị chốt cho em là số 12. Giá em chốt đơn 90 cho các chị luôn. Ở kia nó có cái lập thể ủ tiên là mình bán cái lập thể nặng đó. Ở trong cái bịch này này Thắm. Đây chị chỉ ra. Thu Nguyệt Ngô Thi đen trắng. Đúng rồi. Cho em 12 nha. Chốt đơn giá 90. Đưa cả xăm đen với đưa cả xăm nặng. Mẫu này mà các chị may áo dài cũng lạ lắm, dễ thương. Còn không thì các chị may sơ mi hoặc các chị may đồ bộ mà. Long Phạm số 12, Ngọc Hà Trần số 12, Thảo Lê số 12. Còn này cũng hết đi. Mẫu này cũng mọi người may đi số 12. Hàng này em chốt đơn các chị giá 100. Cái này các chị may, khi các chị may á, các chị cũng nhớ nói thợ may căm vô em bảo đảm các chị mặc rất xinh luôn á. Hoàng Ai Lai lập thể kim phục số 12. Cho em 14, không xài 13 nha. 14 cho em. Màu ở ngoài của nó là màu xanh đen nha các chị nhé. 14 cho em giá 100. Nguyễn Thị Minh Đức 12. Helena Đỗ 12. Và 15 cho em lập thể giá cũng 100 luôn. 15 cho em luôn, giá cũng 100 luôn các tình yêu ơi. Đây mẫu này hồi trước hả? Các chị biết trong một ngày mình bán 3 cây hàng cái lập thể này nè. Đẹp lắm luôn đấy. 15 cho em giá cũng 100 luôn. Vải có độ co giãn không cần phải Nguyễn nó. Nguyễn Văn Quang 14, Nguyễn Nguyễn 14. 14 là xanh đen. Đây là 14 nha các chị nhá. Còn đây là 15 nha. Giá 100 nha. Hồng Nga 14. Thảo Lê 15. Đây 15. Còn 14. Trần Tuyết 12. Phương Nam Lê 12. 16 cho em là lập thể hồng. Nguyễn Thị Trúc Linh 14. Cho em 16 nhé. 16 là lập thể hồng giá 100. Lê Huyền Trân 15, Ý Nhi 16, Liên Phương 16. Cái này cho em may lại trái em mặc quá.
quần vàng đồng mà may cổ huyền ấy. Cái hoa này nó nằm ở ngay ngực rất là đẹp luôn á. Nguyễn Thanh Phôn 16 thì các chị. Nó làm giống như là điểm nhấn luôn á. Cho em 17 nha các chị ơi, giá 100. 17 nha các chị nha, 17 cho em giá 100 luôn. 17. Đào hồng 14. Quang Hà 16. Đào Đào Huy 17. Liên Nguyễn 17, Lily 17. Rồi đẹp lắm. Tiêu Hồng 17, rất là dễ thương luôn. Lily 11, Phương Du 17. Quang Hà 17. 17 cho Hoàng Anh Lan 17, Trân Chập Trần 17, Hồng Nga 17, Nguyễn Thị Trúc Linh 17, Gấm Cao 17. Chuyện bình một xếp mẫu mặt. Hoa Ban Trắng 17, Thu Lê 17, Huỳnh Thanh 17. 17 em hết nha các chị ơi. 18 cho em các chị ơi. 18 cho em là màu ở ngoài của nó là màu trái xay á. Giá chốt đơn cũng 100.000. Mười tám cho em giá 100. Nó cho chị cái xăng đen ở phía dưới của cái mẫu chấm bi á. Đó, cái hai xăng đen ở phía dưới cuối cùng á. Đó, ừ, cái xăng hồng. 18. Kim Oanh Vũ 18, Quang Hà 18, hai áo. Không phải cái xăng đen đâu. Thường Nguyễn 18. Làm nhiều mà đi cái đại. Lưu Hồng 18. Hàng này là họ làm nhái theo mấy cái hoa văn của Trâm Nguyễn 18. Nhung á các chị. Sắp sửa vào mùa lặn rồi là Thái các chị phải mua tới vải nhung. Với lại các chị mua Trần vải và 18. Về để may sườn xám là nhà em có sẵn luôn rồi đấy, mẹ em chưa bán đấy. Bùi Bản 18. Cần nói Huỳnh Thanh 18. Cẩm Hồng Nguyên 18. Đây là từ bên trước phải khỏi bị chở đúng không? Đúng không? Đúng không? Hôm vừa nha. Biết là chỉ nhớ một cô hơi bị vip luôn. Bây giờ mai mốt mà lấy vợ là không có đi thiệp đâu, đi ăn phi á. Bằng lý 16. Các chị ơi 19 cho em nhé 100. Nhưng mà nếu mà nói là cái màu này này là nó có từ cái hôm bán được cuối cùng luôn rồi, chứ không phải là bây giờ mới có đâu nhá. Tại sao lại cứ bảo là không có? Mà tôi thấy đi qua đi lại thấy hàng ngày vẫn có ở đó mà. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là cắt liền 40 mét cho nên nó không thèm nói tới luôn. Chứ nhìn thấy lâu rồi, lấy cả tuần đấy rồi. Si bảo là 40 mét thì chỉ chắc là muốn cắt liền. Mà cái này nó cắt rời là 2 mét hết rồi, cho nên tớ không thèm nhắc cái. Chứ nếu mà tớ nhắc một cái thì nó có từ lâu rồi, làm như không nhìn thấy ấy. Cho em xăm đen các chị ơi giá 100. Ôi, một sự nội bộ lủng củng. Không làm sao biết để cho nó khỏi lủng củng. Ui trời ơi, nhiều khi đòi hoàn hảo quá cũng không được nha các chị nhỉ. Nhiều khi hoàn hảo có còn phải mặt và phải đi phẫu thuật thẩm mỹ nó mới ra được hoàn hảo. Cho em xăm đen các chị ơi, giá 100.000. Xăm đen 2019. Cái gì? Xăm đen 2019. 19 cũng được, xăm đen cũng được, giá 100.000. Thôi đừng cãi, đừng lục đục nội bộ nữa. Kim Oanh Vũ 19, Quang Hà 19, hai áo. Đến đi, còn ít lắm. Hân ơi, có khoảng chừng 12 thì 3 áo à? 3 áo của...
máy đến rồi đây. Sao ơi, Nguyễn 19. Cho em 19 nhé chị ơi. 19 Phạm xăng đen cho em cũng được, giá 100 nhé. Nhung Phạm 2 áo 19. Đẹp như là nhung á. Cho em 19 nha, chị nào lấy thì các chị chốt 19 cho em luôn. Và cái mẫu này là các chị là chất vải của em là đúng chất lụa mịn luôn. Em bán các chị giá 100.000 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt nâu cho em, siêu sang luôn á. Nâu cho em nha, giá 100.000. Còn có mấy áo à các chị ơi. Vải rất là đẹp luôn, nó mịn và nó mát cực kỳ luôn nha các chị nha. Nhưng mà mặc cho dù các chị có may đồ bộ mặc cũng không mỏng luôn. Và đặc biệt cái này là chuyên môn là lên là đầm với sơ mi là nhiều nhất. Cho em là nâu nha, giá 100.000. Chị nào lấy lâu nâu thì các chị chốt nâu cho em giá 100. Nguyễn Văn Quang nâu, Nguyễn Trâm nâu, Nguyễn Anna nâu. Quang Hà nâu 2 áo. Giờ em còn bao nhiêu mango màu mà tụi nó cắt sẵn rồi thì em sẽ bán cho các chị nha. Các chị tranh thủ mua đi các chị ơi. Vì thực tế là lộ mango nó rất là đẹp luôn và mặc dễ mặc vô cùng luôn á. Em có màu xám này, đây là nó để sẵn đây rồi. Màu này các chị tắm cho em là màu xám xanh này. Mang cảnh đâu? Màu này các chị cho em là cà phê sữa này. Màu này các chị cho em là da này. Cho em là tím này, tím này là dạng như là tím tím sẵn. Cho em là đỏ tươi này, chị nào có nhu cầu. Ví dụ các chị không may áo dài nha, các chị mua các chị để dành, các chị may quần áo dài mặc với những áo gấm hoặc áo lụa rất đẹp luôn. Còn ai mà bảo cái này mặc mà xấu em xin lỗi với các chị chứ. Chẳng qua là vì họ nó là mango thì là mango rồi, còn bây giờ muốn đổi tên khác đố mà dám nói mango mà. Em các chị đi vòng vòng các chị có thấy shop nào mà bán lụa mango mà màu trơn này dám bán các chị 101.000 một áo không? Hay cũng bán có 100.000 một áo thôi. Quang Hà cà phê sữa. Màu ruốc này đẹp lắm luôn à. Đó. Và em có trắng này của em là trắng tinh nha. Đây của em là trắng tinh nha. Cà phê sữa đúng không? 100.000 một áo các chị ơi. Lấy màu gì thì chốt đơn màu đó cho em nha. Tươi. Nguyễn Thị Tính tím. Nhiều về làm sao vậy? Em có trắng nữa các chị. Em có trắng và có đen luôn. Chị nào lấy đen thì các chị chốt thôi. Em thẳng em lên đây nha. May quần này, may bộ áo dài này. May quần là nhiều nhất. Các chị nên sử dụng là quần là nhiều nhất. Nguyễn Anna cà phê sữa. Lê Nguyễn cà phê sữa. Còn cho em 100.000 các chị ơi. Và màu này là màu xám xanh này. Màu này cho em là màu tím ruốc này. Màu này cho em là màu da nha. Đỗ Thúy nâu. Màu này cho em là màu tím cẩm này. Và màu đỏ tươi nha các chị nhé. Đỏ tươi cho em. Cô Nam đây xám xanh. Em có trắng. Mấy cái màu nho nho ở kia có phải là nó không Thanh? Có phải là nó ở kia là nho với lại rêu không? Và màu này của em là màu cam nha. Cam dạ quang á. Phải nó không? Thì đưa ra đây cho chị đi. Mấy cái đó nó lẻ mà. Đưa ra đây. Đưa hết cái khu đưa ra đây. Đưa ra cho chị. Các chị chốt cho em là tím than nè. Tím than em còn cho các chị một áo. Một áo hoặc là một, các chị mua về thì các chị có thể may đủ một quần áo dài nha. Năng Lê 2 đen. Màu này là hồi trưa em mặc nè. 2 kem. Màu tím cẩm. Màu da da vàng mỡ gà này là hồi trưa cái quần hồng của em nè. Các chị đắm cho em là da vàng. Một đỏ đúng không? À một tím. Lê Nguyễn tím than. Phương Chu đen.
Màu này của em là màu đô đậm. Cẩm con. Kim phụ cẩm hai áo. Trâm Nguyễn đen. Cho em là đô đậm nhá. Đô đậm có phải trong cái vật đó không? Hay là màu gì? Đó là màu gì? Đây là màu này, đúng không? Cái này là sốt. Rất là đô sốt. Ok, đô đậm còn màu. Còn kiểu ba xem thôi chị. Điêu phượng da vàng. Tiếng than em hết rồi nha chị Kiều Phan. Cái màu cam cháy. Chân chật trờn đô đậm. Đô đậm hết. Da vàng vòng màu. Nancy Bình da vàng. Hết. Cho em cam cháy luôn các chị. Cam cháy cho em giá 100 ngàn luôn. Màu này các chị sử dụng nhiều lắm. Yêu chị một áo này. Này là năm nay mà bán đồng phục mấy cô mà mặc áo gấm á là phố vô mấy cái áo này. Con cho em là một cam cháy. Lan Mùi đô đậm. Kim phụ cam cháy hai áo. Đây hồng phẩm nè mấy chế ơi. Ồ ô ô hồng phấn. Hình cam cháy. Hồng phấn cho em 100 ngàn. Vân Thúy cam cháy. Hồng phấn nha. Vân Hà cam cháy. Lan Bùi sang sạc. Đây đây đây. Cho em xanh đen luôn các chị ơi, giá 100 ngàn luôn. Như này mà nó đưa cho các chị Thái Tú như là đúng cắm lưỡi luôn. Em còn chưa dám dở cái lô hàng lụa mới của em ra nữa. Cho em là xanh đen nhá, giá 100. Hồng phấn giá cũng 100 luôn. Màu này các chị chốt cho em là màu rêu. Màu rêu cho em giá cũng 100 luôn các chị. Cái màu rêu họ lấy ở đây nè để xếp cái móc này lại nè. Vì cái này chị nói là để lại. Vì có cái này là rút mùi á. Chảy hả? Mai mấy cái này mà để dành cho nó xếp như thắm. Cho em là rêu nha, rêu em còn 4 nào các chị ơi. Nguyễn Liên trắng. Rêu là có khúc 2 mét. Cho Nguyễn xanh đen. Linh Nguyễn xanh đen. Rêu có một áo và một khúc 3m7. Bỏ lại. Ok em là màu trắng và màu đen. Không bao giờ ế hết cho nên nó không việc gì. Lê Huyền Trân rêu. Rêu em còn một khúc 3m7 thì vào lấy comment giúp em. Màu này các chị rêu chốt không? Cho em là màu cái này cũng là dạng tím cẩm luôn đó các chị. Nhưng mà cái màu này nó hơi tươi một chút xíu. Chị nào lấy thì các chị chốt cẩm tươi cho em nha. Em còn 3 áo thôi các chị ơi. Cẩm tươi cho em giá 100. Lan Bùi rêu 3m7. Phương Nam Lê rêu. Phương Phạm cẩm tươi. Còn hai. Còn nhiều hàng mà trời ơi. Để cứ bèo 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 ngồi cho các chị một chút thôi này. Cũng hơi bị giấy luôn á, cả các méo á. Trời ơi bằng cái la của người ta nó vô. Cho em. Ồ cái tím cẩm này mà vô cái này là hết pet được phá cháy bỏ chết luôn đó nha. Cái kia cũng được luôn nè, cái rút kia cũng được luôn nè. Trời ơi ngồi mà rặn rặn cái phố cho các chị nữa là các chị lại tít 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 luôn á.
Áo 100.000, quần 100.000, 4 mét vải. Ui là trời. Cho em tím giá 100 các chị ơi, tím lập thể giá 100. Chị nào lấy màu này thì các chị đắm cho em là tím ruốc nha. Tím lập thể cho em đố đen. Tím lập thể cho em giá 100 các chị ơi. Cho em tím lập thể. Mẫu này các chị chốt cho em là nhím da luôn. Nhím da cho em 100 nha. Trên đây Nguyễn tím lập thể xếp. Xếp thì lấy vào cái rút cho chị. Quang Hà tím lập thể. Còn Trương Thị Thanh Nga tím tập thể. Còn Phương Ngô tím tập thể xếp. Còn đấy, Tiến Nhi tím tập thể. Phải phối vào cho các chị nhìn các chị biết chịu mua. Lê Trang tím tập thể xếp. Kỳ thiệt luôn. Phương Hương trắng. Dung Kim Nguyễn đen hai áo. Thu Chu Hải tím tập thể. Còn các chị ngộ nhỏ. Nhận luôn đi. Này, nó dễ thương như thế này luôn ấy. Các chị đắm cho em này, da này em gọi là da vàng. Hai đố lập thể xếp. Và nhí da nha, giá 100 ngàn. Còn da vàng cũng giá 100 ngàn luôn. Đào Thị Thanh đào tím lập thể xếp. Kỳ thiệt. Các chị ơi cho em là nhí da hoặc là da vàng. Da tím lập thể xếp. Trời ơi, phối như vậy mà không xinh nữa thì thôi luôn á. Quang Hà nhí da. Jenny Nguyễn da xếp. Phương Ngô nhí da. Nhí da cho em giá 100. Rồi tiếp luôn. Nguyễn Phương nhí da xếp. Thanh Thủy Lê nhí da xếp. Mà các chị thấy tiếng luôn không? Nhưng mà riêng mẫu này để em phối cho các chị ấy, thì em lại không phối vàng đồng mà em lại phối trắng. Nguyễn Nhĩ Gia xếp. Châu Nguyễn Nhĩ Gia xếp. Trương Thị Thanh Nga Nhĩ Gia. Em lại phối trắng cho các chị cho cái áo nó nổi. Phương Nguyễn Nhĩ Gia. Nếu mà cái này mà phối vàng đồng thì mặt nó sẽ sắc rất là xến ấy các chị. Mà nó không có trẻ luôn á. Nhưng mà okay, em phối trắng. Em là em phối trắng cho cái áo nó nổi, cho nó nổi bật luôn á. Thân Dương Nhĩ Gia xếp. Cho em xanh đen giá 100 nha. Và trắng cho em giá 100. Nhưng mà các chị lưu ý này, đây là do nó là lên ấm lên xám trắng á, cho nên sẽ lấy cho các chị cái quần nầu nầu này là màu trắng tinh nha. Còn bên em vẫn có trắng kem nha các chị nhé. Cho em xanh đen giá 100. Trắng cho em giá cũng 100 luôn các tình yêu ơi. Đây để từ từ đi cho chị ngó thì chị còn phối quần cho mấy chị. Kim Phụ xanh đen. Jenny Nguyễn xanh đen xếp. Tâm Lê một nhí da một tím lập thể. Cho em xanh đen các chị ơi. No. Vừa nói xong tức thì. Đây là màu trắng tinh. Còn cái đó toàn là trắng kem không à. Kim Vân Huỳnh xanh đen. Thúy Tiên Phan Thi xanh đen. Xanh đen cho em các chị ơi. Xanh đen cho em là giá 100. Và một set là 4 mét vải giá là 200 ngàn nha. Quần này là quần chợ, vải này là vải trắng. Em bao sân cho các chị luôn. Và đặc biệt mấy bạn học sinh luôn. Em bao cho mặc luôn, không mặc luôn. Trần Tuyết xanh đen. Cho em 100 ngàn nha các chị. Rồi thêm một cái mẫu này nữa. Em cứ phối trắng cho các chị. Cái này em lại phối trắng kem cho các chị này. Em thấy xinh lắm. Rồi đi cái trắng kem cho các chị. Mẫu này các chị chốt cho em là cúc. Cúc xanh nha. Cúc xanh cho em. Và chị nào lấy xếp thì em sẽ lấy xếp cho các chị luôn. Nào. Đó. Thấy chùa. Ôi trời. Cúc xanh cho em các chị ơi. Giá 100. Dung Phan xanh đen. Xinh lắm luôn. Cái bù trắng xếp trước vào đi. Nó dơ bây giờ. Cho em xanh. Cúc xanh nha các chị nha. Giá cho em 100 ngàn.
Và chị nào lấy set thì em sẽ lấy quần cho các chị là quần màu kem nha. Màu này là màu kem trắng, còn màu hôm nãy em phối cho các chị là màu trắng tinh ấy, cho nên nó hợp để nó có cái áo xanh đen nó sáng lên ấy. Màu này các chị chốt cho em là cúc xanh. Chị Tâm đây có chốt cho chị rồi nha chị. Jenny Nguyễn cúc xanh. Cúc xanh cho em là giá 100 nha. Rồi mình đưa cho chị. Đây, để sẵn này luôn. Cho em đỏ này các chị ơi. Đen đỏ. U là trời. Chuẩn. Thân dương cúc xanh. Cho em đen đỏ giá 100 luôn. Thật sự là bán hàng cho các chị ấy. Mà để mà em phải ngồi em soạn đồ cho các chị mà em phối nữa thì chắc em nghĩ cái nào chắc các chị cũng mua ấy. Cho em là đen đỏ. Đen đỏ cho em giá 100 và đỏ tươi cho em giá cũng 100 luôn. Chốt đơn còn mấy áo thôi, mua hết cho em đi các chị. Ủa? Quang Hà đen đỏ 2 áo. Đây mấy Hồng Anh cúc xanh. Giờ nó nằm ở đây. Nguyễn Ngọc Mỹ đen đỏ cho nó dễ phân biệt. Mỹ Thiên đen đỏ. Cao Thắng đỏ tươi. Đây này đỏ tươi đây có sẵn rồi. Rồi còn ai lấy đen đỏ thì các chị chốt đen đỏ cho em nha. Em chốt đơn giá 100 và một set là giá 200 nha các chị ơi. Các chị ơi 50.000 mét vải nó rẻ lắm lắm luôn. Nó rẻ chưa bao giờ được rẻ luôn nó mới chế ơi. Rồi rồi đưa cái xám xanh cho chế nào. Chế phải sử dụng hết rồi chứ. Mình nương theo vải rồi mình có sẵn để mình phối chứ. U là trời cho chị cái xám xanh. Cái màu trơn của xám xanh ấy. Đây đây đây. Cho em là trắng lập thể giá 100. Đồng chí Loan Hoay. Đồng chí Loan Hoay. Phương Nguyễn đen đỏ. Dạ đồ mang rồi nha chị Jenny Nguyễn. Em bảo đảm mấy mốt đứa nào mấy đặc biệt lắm này với lại con hạn mà không làm thì em nữa là em nói các chị đi làm chỗ khác là khỏi phải vô vòng gửi xe nữa. Vô thẳng luôn á các chị. Nhiều khi em nói nó còn phải nhìn hồn đen chữ. Cho em là xám xanh và lập thể trắng giá 100.000. Đó, các chị thấy không? Lập thể trắng 2 áo. Bình thường để một cái áo này thì nó thấy rất là bình thường. Nhưng khi các chị phối vào thì nó cực kỳ duyên. Thôi Nam Nam lập thể trắng. Con nghe con Nhung lấy mấy áo đúng không? Đứa nào hỏi cái áo này nè. Con lấy, lấy chưa? Rồi ai lấy lập thể trắng thì các chị chốt là thật thể trắng cho có em. Kim Anh lập thể trắng. Còn chị nào lấy xám xanh Nhung thì các chị Nguyễn. Chốt xám xanh cho em nha. Kim Nguyễn 2 trắng tinh. Kim Vân Huỳnh 2 trắng tinh. Thêm 3 áo trắng nữa thôi. Hôm nãy còn hồng phấn nữa đúng không? Rồi mình đưa cái lập thể của cái lụa ấy cho chị. Không, cái bên kia. Đúng rồi. Đây. Cho cho cái hồng phấn này cho mới chế luôn. Và đây là chất vải lụa xịn của em á. Em tính chị giá 120 thôi nha. Cho em là lập thể hồng và hồng phấn nha. Hồng phấn thì giá 100. Còn lập thể hồng thì giá 120 các chị ơi. Ái đâu ạ? Ái đi Việt đâu ạ? Chị rồi. Rồi xem thái xám xanh. Vâng. Ngày mai cái hàng này nó có về trong 1 và trong 3 không? 2 là nó là cây. Tranh thủ cắt nhé. Nó có những 4-5 mẫu. Nguyễn Văn Quang lập thể hồng. Quang Hà lập thể hồng. Jenny Nguyễn lập thể hồng.
nó về như các em hai bao tay phấn. Hồng phấn còn hai. Phương Nguyễn lên hai vải áo mẫu mặc. Chị ơi đẹp lắm, nó có độ co giãn đấy chị, mà nó mát lắm luôn đấy chị ơi. Giá cho em là 120. Đúng sơn trần lập thể hồng. Mẫu này em còn có mấy áo à, chị nào mua hết cho em nha, cho em là đen vàng. Em coi ra cái mẫu mà của cái lụa ấy của nhà mình ấy, có cái màu này này, đưa ra đây cho các chị mua luôn. Lộ rếp ấy, nhà mình còn màu này mấy đưa một phút nào không được, nhưng nhà mình còn mấy áo, chúng này cũng còn có mấy áo à. Mẫu này các chị chốt cho em là đen nha. Hai nam dương lập thể hồng hồng phấn là 10 set. Làm gì còn? Hồng phấn lụa mango nhà mình ở ngoài kia còn này đúng không? Còn một cây. Han ơi, cái màu vàng đồng đậm này cơ, còn cái đó đồng tươi rồi. Đây cũng là lụa Mẽ Châu luôn á, em sale các chị giá 120. Nên Phương lập thể hồng, Chu Lê Nguyễn lập thể hồng, Mi Quách lập thể hồng. Lập thể hồng em hết nha các chị ơi. Hôm nay chị thấy mày phố ra một cái gì đó. Thực tế là mày có phân biệt được màu đồng với màu gì đâu. Màu này các chị chốt cho em là đen, đen hoai đi các chị ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áo thôi. Các mà đi ra tao kiếm được cái màu này tao quắn này như vậy. Còn hăng sáng nay ta xả ra cho mày 4 năm cái màu quần của cái màu này hết sao. Tâm Phạm đen hoa, Quang Hà đen hoa. Thúy Thanh đen hoa, Lưu Hồng đen hoa. Thu Chu Hải đen hoa. Còn một đen hoa và một khúc 2m7. Đen hoa em có khúc 2m7, thì nào lấy thì comment giúp em. Dễ gì mà em chịu được. Em hôm nãy còn một cam nữa đúng không? Đó đây. Trời ơi, ơi bắt được vàng rồi. Không. Đây này à, đưa cái cam ở đây cho tôi. Đúng rồi. Đó. Em là lập thể kem cháy và kem cháy luôn. Kem cháy thì còn bằng này thôi đó. Đấy. Cho em là lập thể kem cháy 100.000 và kem cháy 100.000 nha các chị nha. Kem cháy cho em 100.000 và lập thể kem cháy cho em cũng giá 100.000 luôn các chị ơi. Cái khúc 27 chị lấy luôn cho mấy chị thành một áo luôn đi. Tùm hề giống như gọi là khám test bắt con tôm cho nó nhanh gọn lẹ. Chẳng hề mà để vậy cho mấy mốt mà mất thêm thời gian nữa thì tay đi như vậy thì thôi, cho nó đi hết một lần luôn. Việc bán cái khác thì có phải nó nhanh hơn không? Ôi. Cho em các chị ơi, lập thể kem nha. Và kem cháy cho em. Lập thể kem cháy và kem cháy giá 100. Nam Anh Dương lập thể kem cháy 10 set. May ra thì đủ 10 lừa đủ 10 áo chắc là quần có 3 thôi. Mình có 3 hả? Quần có 3 thì mai qua bên kho đầy. Cái điều chị không cho tụi nó cắt nữa để hỏi cái công bị lộn qua cái hàng sắp sửa chị đang bán giá 150.000 một áo. Rồi bây giờ em có cái này nè các chị ơi, lụa lết nha. Cái màu này đẹp quá đi thôi các chị. Chốt đơn cho em nè.
Màu này các chị chốt cho em là màu, màu gì nhỉ? Màu trái xay. Giá 100 nha. Em hết nha các chị ơi. Cho em là trái xay này, đen này. Cho em là trái xay và đen các chị ơi. Chất vải là lụa rếp, giá là 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là trái xay 100 và đen 100. Từ nãy giờ em chưa kiếm được. Ủa trời ơi, em kiếm được cái xăn đen cho các chị nữa này. Cho chị cái xăn đen lên đi. Các chị, vải này á, mẫu này các chị có thể phối với một là quần xăn đen, phối với lại quần màu kem trắng nha. Em lên cả hai cho các chị. Còn hàng này các chị cứ chốt thì cái này nhà em có nhiều lắm. Cao Thắng trái xay 2. Quang Hà trái xay. Con mắt gọi là xuyên vải thì mày cứ làm. Quang Hà đen 5 áo. Các chị ơi, cho em là xanh đen nha, xanh đen hoa giá 100 ngàn. Năng lê đen. Mẫu này các chị có thể phối hai màu nha. Phối một là xanh đen, hai là phối một quần một kem trắng cho em tùy theo các chị thích nha. Đó, các chị thích như thế nào thì tùy các chị hen. Đó, em để sẵn đây đấy. Mới chế như thế nào thì tùy các chị. Rồi, này bao nhiêu? Hai áo chế xanh. Phạm Huy Vân xanh đen xếp. Xanh đen xếp là chị lấy quần xanh đen á. Kim phụ xanh đen hoa. Quang Hà xanh đen. Xanh đen hoa. Xanh đen. Xanh đen hoa. Đó, các chị phối như thế nào thì các chị cứ comment cho bạn Nhung. Bạn phối cho các chị cho chính xác nha. Elisa Hoàng. Elisa Hiền đen. Elisa Hiền đen hoa. Quân gì? Kem cháy này là của cái ấy mà. Này lộ rồi bếp chị đã lên đâu mà mày rút ra con nhỏ này. Bảo là Yumi Nguyễn xanh đen hoa. Oh, oh, thân vô xanh đen xếp. Còn một khác quần xanh đen thôi. Còn trắng kem thì còn nha. Đấy, một tí nữa là nó rút lung tung. Nhân đi với xanh đen hoa. Rồi khi đấy thôi. Bên cả xanh đen. Chị Quang Hà là cháy. Cháy xay mà nó đọc ra là màu xanh đen. Con nhỏ này mắt mày đúng. Chị ghi là cháy xanh thì chị hay gọi là cháy xay ấy, nhưng mà chị ghi là cháy xanh nó ra nó rút màu cam cháy. Này đây lấy không xanh đen chị mà luôn mới phục xanh đen em hết biết là chắc phải 10 độ luôn chứ không. Vương Phạm cháy xay 2 áo. Billy cháy xay biết được chắc mày 10 độ luôn chứ phải là mày bộ 3 độ 4 độ sai chịu. Cái sai thiếu bao nhiêu một tháng rồi còn một gì nữa cái này em có cái màu này nhưng mà chất vải lụa rết của nó ấy, thì hôm nãy các chị đã mua cái hàng lụa thủy tinh rồi. Cho nên chị nào thì em lấy thủy tinh cho các chị đi. Đừng lấy qua cái này. Đưa cái thủy tinh cái màu này cho chị. Cái màu cam ngói ấy, cho các chị mua cho nó đẹp. Giá 120 nha các chị ơi. Nhanh lên xóa cái chỗ được kìa. Thủy sao mà cái mặt mới thế này. Đây các chị lấy quay vải này nè. Đẹp xuất sắc luôn. 120 ngàn một áo nha. Và em có cả màu da bò nữa. Hôm nay em có xanh biển cho các chị. Nếu chị nào chưa mua thì nhớ mua nha. Cho chế mỗi màu một áo đi. Mỗi màu một mắt đi ạ. Các chị lấy thì các chị chốt cho em là kem gặp nha. Giá 120, chất vải là lụa thủy tinh. Rất là đẹp luôn, có độ co giãn nha các chị. Siêu sang. Cho em là xanh Đức Mẹ hay gọi là xanh Hòa Bình là. Kem tươi cho em này.
da cho em này, đỏ tươi cho em này, và em có cả da bò nữa. Giá 120 ngàn. Lấy mẫu hàng này đi các chị, đẹp lắm. May nguyên một bộ áo dài ha. Còn nếu mà thích nào không thích thì có thể lấy áo này mặc với lại quần này này. Quần màu này là quần là mặc trong tất cả các áo được luôn này các chị. Oh yeah, siêu đẹp luôn. Dạ em chốt cho chị hai áo thôi nha chị Lan Lê. Cho chị cái da, da bò luôn đi. Lấy màu vẫn còn thiếu à. Cho em da bò giá 120 luôn. Lụa này là lụa thủy tinh nha các chị nha. Thường lắm luôn á. Tốt đi. Hàng Lê Thị Thúy Cam gạt hai áo. Ngày trưa mai bán thêm một tua nữa là hết sạch, không còn một tẻ nào đâu các chị. Thôn Lan Giang, Quang Hà da bò, Tú Sơn Trần Giang, Trần Hoa Cam Tươi hai áo, Mai Thu Gạch hai áo. Chị Phương Phẩm có thế say rồi nha chị ơi. Thăm thêm thăm quá. Mặc đâu quần này siêu đẹp luôn. Mèo may Lan Anh đỏ tươi ba áo. Trời ơi, đi Tâm Vi Nguyễn da bò, Lily da bò còn. Nam Anh Dương em có da chứ đâu có trắng kem đâu chị. Chị ơi em có da thôi, không có trắng nha chị nhá. Màu này là màu da chị ơi, không phải trắng đâu chị. Da nha chị nhá, da của nó là da tây. Da Đàm Khánh Linh da. Cái này là như phải nằm dưới dưới thì chị phải chất lên nhỉ. Cái màu này không phải màu trắng đâu nha chị ơi. Màu da rất là sang luôn nha, không phải trắng đâu. Mấy áo da đó, màu áo da. Bình Đề Xanh Đức Mẹ hai áo, Nguyễn Liên da bò, Liên Vũ da. Chị comment lại giúp em nha chị An Lâm Dương. Em mặc áo da nữa chị. Cái này mà mặc nguyên bộ là đẹp lắm. Chuẩn lắm luôn đấy các chị. Có đen. Không có đen, hôm nay có xanh đen nhưng mà hết rồi. Phạm Huy Vân da một bộ, Nancy Bình da, Nam Anh Dương da bò và da, Thu Trần Cam Gạch. Không có đen à. Đen để mai coi còn không nha. Chứ còn giờ này là không có đen. Nhưng mà hình như em nhớ trên nhẹ còn đen mà không biết có phải không thôi. Nguyễn Thị Tính Xanh Đức Mẹ. Chị Nam Anh Dương làm mỗi màu 5 bộ hay sao chị ơi? Trần Hoa Xanh Hòa Bình 2 áo, còn cam này, còn đỏ đô tươi này, còn da này, còn xanh đức mẹ này, còn da bò luôn các chị ơi, còn cam cháy luôn, bao cam đặt luôn. Còn Trần Thị Thái da, Hanena Đỗ da, chị An Nam Dương này da bò và da mỗi màu là 5 bộ. Giá là 120.000 một áo nha các chị ơi, 240.000 một bộ nha. Còn ai lấy màu gì nữa em nghĩ nha các chị nhé. Chốt đơn cái đấy cho nó năm bao nhiêu mấy áo nữa? Năm chỗ đấy của em ấy. Mấy? Mỗi lần là 5 bộ. 5 bộ là 18 áo.
Rồi, 8 áo da đi nhỏ ơi. Rồi xong còn ai lấy nữa không? Nghỉ nha các chị ơi, hẹn gặp lại các chị vào livestream ngày mai nhá. Đen em có lụa mango nha chị Anh Nam Dương. Đen là em có mango này, em có lụa mịn này. À xin lỗi. Đen là em có đỏ mango thôi. Có lụa rết. Đây này chị, có lụa rết đen này. Thân Dương Giang. Lụa rết đen này là mặc rất là đẹp luôn chị. Đỏ một bộ. Thôn Lan thêm một da nữa. Đàm Khánh lên thêm một da. Có đen là có lụa rết thôi chị ơi, giá 100 nha. Còn nếu mà chị lấy hàng mà cao cấp hơn nữa thì chị lấy Thái Tú, Thái Tuấn ánh kim như em mặc nè. Giá là 250.000 một áo. Còn nếu mà chị lấy giống cái hàng của Mango nhưng giá đó cao hơn nha. Vải khác thì giá nó nằm tầm từ 130 cho tới 150. Còn nếu cao hơn nữa thì chị lấy qua Thái Tú giá 200.000 một áo. Ui nhiều loại vải lắm. Đang Nam Anh Dương đen đồ rết 10 bộ. Là phải nói với chị là hỏi em nhức đầu luôn á. Có 5 à. Lấy cho nó thêm 5 cái đen nữa nhỏ ơi. Cho nó đủ cho này cho nó gọn thành một bề luôn đi. Chỉ có 5 mà, chị lấy cho nó thêm 5 nữa. Lấy 10 bộ. Ủa đi, chị đang nói sao? Chị ơi, nó thêm 5 nữa. Thêm 5 nữa. Thêm 5 nữa. Lấy thêm 5 nữa. Thêm nữa đi. Số này bao nhiêu? 10 áo nữa. Rồi chị có lấy thấy tốn mày em chốt luôn cho chị nè. Chị Nam Anh Dương. Đem xuống đây cho người ta đi. Dùng qua được cái trẻ cho ơ. Cái chịu nữa. Chào các chị nha.